soạn hết rồi đây, còn đâu có được bao nhiêu bộ đó. Đấy. Có nghĩa em soạn hết rồi chứ đây còn được đâu, bao nhiêu bộ đâu. Rồi chị em nào vào rồi tương tác lên ông Dùng Nguyên nha. Chỉ like được trên trên mỗi bên này thôi. Trên trang cá nhân là không like được rồi đấy. Rồi ai vô rồi tương tác lên luôn Dùng Nguyên tí xíu nhé. Dạ có chị ạ. Bộ bộ lanh nào đấy chị Thanh Tâm ơi? Bộ lanh nào đấy chị Thanh Tâm? Bộ đùi hả? Bộ đùi thì em sợ không còn đấy. Thôi. Bộ đùi về là sợ không còn rồi đấy. Chị nào đặt sau thì cũng sợ hết rồi, sáng giờ đã có. Chắc là nhân viên chốt đơn chị em mình rồi đúng không? Tại vì mới vừa ra luôn. Bộ lanh này là sợ hết rồi. Bộ lanh này đây nhưng mà đang thấy là đang ghi tên hết rồi đây, sợ không còn đây nè đúng không? Chị Thanh Tâm đang hỏi bộ lanh này đúng không? Thấy xem tin nhắn rồi hả? Chị ơi em mới vừa trong quê ra luôn ý, cái bộ lanh này em sợ không còn, để mà còn thì em ấy nhé, chờ em xíu nha chị Nguyệt Hoàng ơi. Rồi chị nào vào rồi nha, tương tác chấm chấm lên luôn Dùng Nguyên nhé, để khỏi bị ăn comment nha chị em mình ơi. Nó rất đẹp, chấm lên nhé chị em mình ơi, để khỏi bị ẩn comment nhé. Chưa này bán tặng hết, rẻ cực kỳ rẻ luôn, đúng bán giá mùa dịch luôn. Tương tác lên tí xíu nhé chị em mình nhé. Rồi lên cái gì bán tặng trước nè ơi. Thằng cho chị em mình trước một áo phong đi, một áo cút tông tàu, cái tông tàu hàng theo nó đẹp như bộ hãng ấy của Hiển hôm qua ta. Thái Nguyễn Bu rồi, Nguyễn Bu ơi, Thái Nguyễn Bu rồi nha. Chị em mình vào xem like, chấm tương tác lên luôn Dùng Nguyên nhé, để khỏi bị ẩn comment nhé. Rồi bán tặng cho chị em mình mã đầu tiên nè. À, tớ có để chị quần công sở không em? Mình đặt hai bộ lanh có không Nguyên à? Chị, tại vì em mới vừa ra xong ấy, em ở trong quê hồi sáng giờ mới vừa ra xong, để Nguyên coi. Nguyên thấy là soạn gần hết đơn rồi nè, em thấy còn được có mấy bộ thôi, vì cái này là chiều cho sĩ sĩ về hết hơn phần nữa rồi. Rồi lên luôn dùng mã đầu tiên, con này siêu đẹp chị bán tặng nhá. Đây là chị chốt cho chị nào chia sẻ nha, bán tặng đây là Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ. Áo trắng nắng gu em có chị Thanh Thúy ơi, chị lúc kia lúc ca để em kiểm tra thử nhá. Tới chiều nha chị em mình, ông mới vừa ra xong giờ like luôn, ra ăn phát là like luôn. Rồi bán tặng cho chị em mình mã nào trước, tặng mã nào trước nhá. Rồi ơi chị em mình nhìn nè, con này toàn gọi là có tông tàu và hàng theo nhé chị em mình ơi, chắc mà không miệng không xịn không đẹp cho chị em mình quay đâu. Cái này nó có nhiều kiểu hình theo nhá, nhiều chữ khác nhau nè, cái này có nhiều chữ khác nhau nhưng mà chắc là chị em mình chỉ chọn cái màu này thôi nhá, nhiều chữ khác nhau. Lên luôn những mã này từ 40-60 chị em mình mang ok con này hết. Có tông tàu nha, hàng xịn luôn cho chị em mình. Nó chắc nó đẹp giống như cả bộ hãng luôn, đẹp như một bộ hãng luôn. Bán tặng cho chị em mình mã này. Cảm ơn mã này là mã tặng chút mã này mã tặng 28k. Cảm ơn tặng 28k Dùng Nguyên nhé. Chắc này Nguyên nói rồi, chị nào nhận hàng về không xịn không miệng không đẹp cho chị em mình quay đầu, giống y dẻ mình mua một cái chắc trong cái bộ hãng luôn. Chị nào lấy cái này lên chân mã tặng hồng 29.000. Nhớ luôn Dùng Nguyên là hàng xịn nha, không phải hàng thô cứng mà bán cái dẻ mình giá này. Chốt mã tặng cho dẻ mình giá 29.000. Comment mã tặng hello Tiết Ngô nhá.
Chốt mã tặng Hồng 28.000, sau đây chị em mình 28 nè, 28 cho chị Hương Viên nè. Hương Viên nè, chia sẻ nha, Hương Viên nè. 28 nè. Hương Viên 28 nè. Thanh Tâm 28 nè. Thanh Tâm 28 nè. Thảo Huỳnh 28 nè. Thảo Huỳnh nè. 28 nè. Hà Nguyễn nè. Hà Nguyễn Song Long 28 nè. Rồi chị nào chưa có lên luôn những mã tặng 28 luôn dùng nguyên nhé. Hà Nguyễn Song Long của Trang Hiển hôm qua để điểm Huyền tới nè. Rồi chị nào chưa có lên luôn những mã tặng 28.000 nhé. Xíu nha. Bà lái và điện Huyền cái nè. Thì like đang lại trưa nên lại về. Thì nó hồi sáng đi và là nó là trưa ra mà. Xíu nữa ra mà. Cho chị Hà Nguyễn Vàng. Hà Nguyễn Vàng chị nào chưa được lên luôn dùng nguyên nhé. Hà Nguyễn Vàng này. Bà ghi cái bà 28k này. Cho chị Gấu Con này. Gấu Con này. Gấu Con này, 28k này. Cho Duyên Duyên này. Duyên Duyên này. Duyên Duyên 28k này. Cho Anna Nguyễn này. Anna Nguyễn này. 28 này. Đỗ Như 28 này. Từ 40-60 trẻ mình mang ok hết nhá. Từ 40-60 trẻ mình mang ok con này. Cho Đỗ Như nhá. Chị nào chưa có lên lại dùng nguyên mã tặng 28k. Bên này nó bị ẩn comment rồi. Bên này nó bị ẩn comment. Đỗ Như có rồi, cho chị Bích Trâm Huỳnh cá. Bích Trâm Huỳnh cá 28. Bích Trâm Huỳnh cá 28, Duyên Duyên có rồi này. Chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên bộ nguyên đang mang, chờ nguyên tí xíu nha. Tương tác lên luôn dùng nguyên tí xíu nha dạ mình ơi. Em vừa rồi đặt hàng sau. Chị đặt hàng sau không thấy à. Lê Ngọc Ánh cái mã nào chị ơi? Bích Trâm Huỳnh có rồi đúng không? Bích Trâm Huỳnh có rồi. Ok, chị nào chưa có cái lên luôn dùng mã này là mã tặng 28k, đảm bảo là không đi đâu dạ mình có giá này hết. Đảm bảo một điều là không đi đâu dạ mình bán mua được con này với giá 28.000, cứ nhận hàng con này về xem. Chị mình cứ thử nhận hàng con này về nhé. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên nè. Chị Duyên Duyên có rồi nè. Duyên Duyên có rồi, Đỗ Như có rồi. Tặng 28k. Thấy chị không? Không thấy kêu. Nha. Cho chị Hương Nguyễn, cho chị Hương Nguyễn Thanh Anna. Hương Nguyễn Thanh Anna bị ẩn comment ấy. 28 cho chị Thanh Hồng. 28 cho chị Thanh Hồng. Rồi chị nào chưa có 28 chút mã 28 luôn dùng nguyên nhé. Chắc này. Bao đã luôn. 28k Hồng. Chị nào chưa có lên luôn dùng mã 28k Hồng lên dùng nguyên nhé. 28k Hồng. Và lấy cái ok chị Thanh Hồng rồi. Cho em mượn cái điện thoại của bà nè. Nộp tiền vào trong nè. Chị Lê Phượng ơi chia sẻ đã. Bán cho chị em mình giá 28.000, chị nào không chia sẻ chịu nhé. Toàn bộ cái nào Nguyên bán tặng. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ chịu rồi. Cái này là mới bán tặng tiếp. Chốt cho chị nào chia sẻ luôn. Cái này lớn nhỉ. Đây nè. Lớn mang được, nhỏ mang được nhé. Đây nè, 0968. Điện hả? 0968 070 530. 530 à? Ừ, có soạn hàng rồi like chứ. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Rồi tiếp luôn dùng nguyên nè. Dì ảnh cầm mai mà không thấy. Dai với loại áo à. Để Nguyên kiểm tra thì nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái mã này. Trời này mặc cái bộ này mới sướng này. Cái này chắc của nó là chắc cà tê Thái. Và form trẻ mình 52kg qua đầu thì trẻ mình chút đẹp. Thì trẻ mình cái này trẻ mình không chọn màu nhé. Lưu ý là không chọn màu. Lưu ý là không chọn màu. Lớn bé gì mang cũng được. Nhưng mà 50-52kg đổ về thôi là trẻ mình chút được. 50-52kg đổ về hoặc là trẻ mình có con gái lớn. Có con gái lớn 40 mấy ký phát ngay cái bộ này. Bán tặng cho trẻ mình mã này nhé. Váy chị Nguyên mang cái váy nào ta? Chị này chỉ có lại đâu. Nguyên mang váy ở đâu? Con đang mang hiền quá kìa. Bà đi đang về đó. Váy chị mang bao bông trang được không? Chị mang váy bao giờ? Bộ
đang mang bộ mà. Rồi lên luôn những mã này qua soạn hàng luôn live với. Anh Tình anh chỉ có ghi chứ anh không có soạn được. Lên luôn những mã này là mã tặng 19k. Tặng 19k, cái này chị em mình tầm khoảng 50-52kg đổ về là chị em mình chút đẹp nhá. Còn nếu như mà chị em mình có con gái lớn ấy thì là tầm 40 mấy ký phát ngay cái bộ này. Bán tặng luôn cho chị em mình mã này. Cảm ơn, mã này là mã tặng 19k. Trời ơi 19k nha, riêng cái trời này phát cái bộ này về ngủ cho nó sướng. Cảm ơn mã tặng 19k luôn dùng em nhá. Có cả cái này của nó, túi này túi kiểu thôi. Có hồng, có cam, có vàng, có xanh. Hồng, cam, vàng, xanh nhá. Chốt mã tặng 19k cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp con này. Nguyễn Thị Bích Thiệp con này bên này. Cho chị Thúy Trinh Đặng con này. Thấy kéo phát cái này. Thúy Trinh Đặng con này. Thúy Trinh Đặng con 19k nhá. Thúy Trinh Đặng con 19k một bộ nè. 19k một bộ đấy. Thúy Trinh Đặng này. Cho chị Thanh Tâm một bộ này. Thanh Tâm một bộ, trẻ mình không chọn màu nhá. Cái màu này nó lộn xộn, bị ẩn quá, không phải phải bút. Chứ còn đang xài cái này, đang xài Facebook của Huyền này. Trang cá nhân của Nguyên bị ẩn rồi. À bị khóa rồi. Bị khóa rồi. Bích chăm hình rồi nè. Ok chị Lê Phượng gần nhà này cho chị Sương Thu nè. Lê Phượng gần nhà nè. Sương Thu hai bộ nè. Sương Thu hai bộ nè. Sương Thu hai bộ nè. Lê Phượng gần nhà Sương Thu. An Nhiên này, An Nhiên đỏ à. An Nhiên đỏ à. An Nhiên đỏ nè. Chị Vi Nguyễn không chia sẻ em không chút cái này chị ơi. Còn bộ giá này Nguyên chỉ bán tặng thôi. Bộ mấy ký? Trời 52kg quay đầu. Cho chị Bích chăm hình thêm bộ. An Nhiên đỏ, Bích chăm hình thêm bộ. Cái này Nguyên chỉ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ thôi nhá. Xây 50-52kg đổ về. Nó không ai bán cho chị em bộ này giá 19k hết. Đúng bán lái tương tác luôn. Thanh Tâm mà. Hả? Thanh Tâm. Thanh Tâm mà. Thanh Tâm 19k nhá. 19k thì nó không có đủ cái áo. Chị Sương Thu có rồ nè. Một bộ cho chị Bích chăm hình thêm nè. Rồi nè, chị nào chưa có thì lên luôn dùng Nguyên nhá. Cho chị Lợi Hồ Thị nè. Lợi Hồ Thị nè. Thêm hình có bộ chứ mấy. Thêm bộ nữa đi. Lợi Hồ Thị bộ nè. Lợi Hồ Thị một bộ nè. Đó đi. Thanh Lai Nguyễn 2 nè. Thanh Lai Nguyễn 2 nè. Cho chị Diệu Nguyễn 1 nè. Nguyên nói riêng cái áo không chị em mình mua không có giá 19k rồi. Bán cho chị em mình nguyên bộ. Ok chị ơi. Ok nhá. Chị nào chưa có tiền lên. Chị nào chưa có tiền lên nha. Nguyễn Anna Nguyễn có rồi nè. Anna Nguyễn có rồi đúng không? Anna Nguyễn có rồi. Chưa. Anna Nguyễn nè. Nguyễn Hữu Linh Sa hai bộ nè. Nguyễn Hữu Linh Sa hai nè. Không thấy chị Yến Hoàng ơi. Không thấy chị Yến Hoàng. Cho Thanh Huyền cái nè. Thanh Huyền bộ nè. Rồi còn nó từng này bộ. Rồi 19k. 19k nhá. Chịu khó bút cái điện thoại đi. Huyền bút cái điện thoại đi nha Huyền. Cái vừa ấy. Thanh Huyền có rồi, cho chị Yến Hồng một bộ. Cho chị Kim Thoa Lương Nguyễn lên thông tin nhá. Cho chị Gấu Con một bộ. Gấu Con một bộ, Kim Thoa Lương Nguyễn không có thông tin em không chốt được nha. Kim Thoa Lương Nguyễn chịu, cho chị Thúy Trinh Đặng nữa. Hết chưa Huyền? Hết rồi. Hết rồi. Có từng nói bộ hả? Đây nè. 19k nhá. Cho chị Bích Thiệp hai bộ có chưa? Thì Bích Thiệp một bộ chứ mấy. Cho chị thêm bộ đi. Cho chị thêm bộ đi. Đấy. Có cả như thế này, có cả phần bèo to và có cả hai dây nhá. Có cả bèo to, có cả hai dây. Chị Lina à. Chị Phương Phan chia sẻ cho chị Kim. Kim Thoa Lưu Nguyễn cái. Kim Thoa Lưu Nguyễn bộ. Kim Thoa Lưu Nguyễn bộ. Lina cho chị Lina bộ. Lina bộ. Lina bộ. Có cả hai dây nhưng mà trẻ mình không chọn nhá. Đây nè. Có cả hai dây này trẻ mình không chọn. Cái này Nguyên 50-52kg mang ok luôn. Nè. Nguyên nói không ai bán cho trẻ mình một bộ đồ như thế này mà giá 19k hết. 19k liệu có cái áo này chưa? Mà Nguyên lên luôn cho trẻ mình nguyên cái này trẻ mình không chọn màu, không chọn kiểu nhá. Không chọn màu và không chọn kiểu cho chị Phương Phan. Phương Phan. Trang Trang Phạm. Phương Phan, Trang Phạm. Trang Phạm. Trang Phạm cho chị Lina. Lina rồi. Lina rồi. Lina rồi. Không chị Lina không chọn chị ơi, cho chị Hoa Hồng Xanh Pha. Chị ok đã chốt không bỏ ra nhá, cho chị Hoa Hồng Xanh Pha. Giang Pha. Giang Pha. Giang Pha. Thi Thi.
lúc kia lúc cây không có chị ơi. Chị em mà để số ký này chị Lệ Quyên không có thông tin không chịu. Cho chị Thiên Thanh 2. Thiên Thanh 2 à? Thiên Thanh 2. Chị nào không có thông tin không chốt. Ờ, 2 bộ. Chị nào không có thông tin là Nguyên không chốt và trẻ mình không chọn kiểu nhé. Không chọn kiểu, không chọn màu. Nguyên máu là 29. Quên, sau đây không phải 29k. 19k. Chứ chị Hoa Hồng Xanh Phan có rồi đúng không? Rồi. Hồng Xanh Phan. Chị Lệ Quyên không có thông tin là chị. Cho ai? Hương Nguyễn Bà Rồ. Cho chị Phương Lê, em thấy chị rồi. Em thấy rồi. Hương Nguyễn Bà Rồ là 2. Lệ Quyên 2 bộ. Lệ Quyên không có thông tin. Lệ Quyên lấy thông tin đi nha. Lệ Quyên không có thông tin. Lina 5 bộ. Lina đã mấy bộ rồi? Lina 1 bộ là 5 bộ luôn. Phương Văn là 2. Thôi hết cho trẻ mình nhé. Lệ Quyên lấy thông tin nha. Đúng bán tặng cho trẻ mình thôi. Đúng bán tặng cho trẻ mình thôi. Chị này chưa có gì lên. Ai? Em có thông tin rồi. Lệ Quyên có thông tin rồi. Rồi ok. Bóc đi ấy, bóc nhanh đi ấy. Để bộ bộ. Thế chị Phạm Độ 1 bộ này. Chị Phương Lê không chia sẻ chịu. Chị nào không chia sẻ chịu nhá. Hello chị Hà Trần nè. Về quê hả? Về quê ra mới vừa ra xong luôn ấy. Đang định đi mua đồ cho bà Huyền đi ăn nữa chứ. Ra thấy khóa cửa cái thôi. Vô ăn cơm nguội luôn. Tính là đi ăn đi mua mì chay. Đi mua mì chay thò chân lên cái bộ mẹ. Bộ mẹ rất là nhiều chị chờ này. Bộ tặng mẹ. Không bây giờ là ăn bù lệ chứ. Bình thường ý là mà khi là bán cỡ như thế này nè. Nhưng mà nguyên cả tuần này rồi. Nên là toàn bộ ngày hôm nay bán tặng hết. Mà lại bị ẩn comment chứ phải là đâu như được như bình thường đâu. Bị ẩn comment. Cái này có 2 bộ bán tặng 69k luôn nè. Có 1 bộ chứ. Một bộ này còn một bộ bán tặng em 69k luôn nè. Cho mã cái mã tặng mẹ luôn. 125k này bán tặng em bộ này 69k nốt luôn. Ủa sáng chị Ngân có qua sẵn gọi cho chị Ngân mà giờ đang hỏi. Đấy chị Ngân gọi cho chị Ngân đúng không? Ừ, ý là ủa mà đang không thấy dùng cái điện thoại này. Điện thoại này đang xài Facebook của Hiền mà. Không chốt đơn đúng không? Không, chị tạo khoản thôi. Khoản chốt đơn là chốt đơn. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng 69k nè. Chia sẻ vô nghe 69, cái này Nguyên chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Chị chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Rồi tiếp luôn những mã tặng mẹ. Cái này chị em mình chắc là cũng sẽ không chọn màu. Không chọn màu nhé. Trời ơi. Hóng lắm luôn ý. Hóng lắm cái bộ tặng mẹ này luôn ý. Số 9 cho Phương Lê. Này chị em mình nhìn nè. Comment mã bộ tặng mẹ nha. Size 57-58 cái đổ về thôi. Trời ơi. Được cầm tầm khoảng 20 bộ chứ mấy. Còn sót đúng 20 bộ thôi. Nên là chị em mình nhanh tay nhé. Dạ cái này là lanh nhung ý. Lanh nhung nhau quần đây là quần lỡ. Số 9 còn không? Không, có bộ chứ. Có bộ chứ mấy. Tặng mẹ hoa hồng xanh phan. Từ từ đã không. Cảm ơn mã này là mã tặng 69k luôn đi. Nhầm, sorry. Mình đang chia sẻ cho bạn Tù Vi nha. Quên. Sorry chị em mình đang ấy. Lộn không phải 69k nhá. Lên luôn dùng nguyên mã này. Cũng lấy bị cam lên. 75k nốt đi. Đang bán 86. Đang bán 86, comment mã tặng mẹ size 55-57kg đổ về là chị em mình chốt ok nhá. 55-57kg đổ về, cái này chị em mình không chọn màu. Cái này cũng còn đúng một size thôi. 55-57kg đổ về nè. Bộ này nó thật sự là về đợt nào là hết đợt đó. Cái này đợt này nó được cái nó quần nó dài hơn xíu nè. Đấy, và cái form của quần của nó là không phải là quần sung. Mà quần form vừa 75k. Chốt mã tặng mẹ 75 luôn dùng nguyên nhá. Chị Vy Nguyễn ơi, chị không chia sẻ chịu luôn ý. Có nhiều màu đẹp lắm. Đây nè. Còn như Lanh Anh Thư đồ các kiểu là hàng đang là hàng đẹp hết ấy nha. Ok cho chị Thanh Thương nè, cho chị Hoa Lệ Võ nè, Sương Thu nè, Hoa Lệ Võ nè, Sương Thu nè. Toàn là màu đẹp thôi, toàn màu đẹp nhá. Chị nào chưa có cái mã này chốt mã tặng mẹ luôn dùng Nguyên. Ok cho chị Phạm Tường Vi nè, chị Phụng Lê là 2 bộ nè. Hết rồi chị ơi. Size này là size 3. Đây cái bộ này size bự này. Phụng Ly á. Size 60. Yeah. Size 60 size 3 cái này có một bộ để ý, bỏ riêng cái size 3 ra nghe, còn toàn bộ nó size 2 đó. Bỏ riêng size 3 ra dùng nguyên cái. Bỏ riêng cái size 3 ra nghe. Size 3 đâu? Đây size 3 như còn được có 2 bộ thôi. Size 3 có 2 bộ thôi, còn toàn bộ là size 2 đấy. Size 57-58 đấy. Ồ, đúng cái size 3 này. Size 3 bỏ lại cho mẹ. Bỏ lại. Đổi đi.
Rồi hai cái bộ, ba bộ này là size 3 này. Ba bộ size 3, thôi chị nào lấy size 3 chốt luôn dùng Nguyên nhá. Size 3 có đúng ba bộ. Cái này size gì đấy? Size 2. Cho chị Duyên Hải Nguyễn một bộ này. Thanh Tâm một bộ này. Cho chị Hương Nguyễn Thanh Anna một bộ. Hương Nguyễn Thanh Anna một bộ. Rồi ok, còn mỗi size 2 thôi. Còn mỗi size 2 nhá. Size 3 đây. Chị ơi. Lăn đúng rồi chị ơi. Lăn nhá chị nhá. Size 3 em hết rồi chị ơi. Size 3 em hết rồi. Size 3 hết rồi, còn size 2. Hết size 3 nha chị em mình ơi. Chị em mình để ý luôn dùng, nó có 3 bộ. Ban đầu đã lên chị em mình là size 2 rồi. Chị em mình đừng có đổi, chốt xong cái xong chị em mình giờ bảo đổi. Không đổi được nhá, còn không thì xả đơn ra nhá. Em hết size 3 rồi. Chị ơi 57 58 cái đổ về là mang được. Có lăn đùi chưa chị ơi? Lăn đùi em hết rồi chứ có gì nữa à? Lăn đùi em hết rồi chứ có gì nữa. Do nãy mà để mày để cái cùng sai cái bóc xuống. Đưa nè, đưa nè, đưa nè. Anh Hồ Thanh là Nguyễn với là hoa hồng xanh phong thử xem. Cho chị Phạm Nụ cái. Phạm Nụ cái hồi nãy giờ like size 2 thôi. Cho chị Hà Tràng Xanh một bộ. Hà Tràng Xanh một bộ. Hà Tràng Xanh một bộ, còn lại size 2. Còn toàn bộ là size 2 nhá, size dành cho chị em mình. À quên. Ôi có cả quần dài. Thôi chắc là nó lộn xộn trong này. Nó lộn xộn trong này không phân ra với chị em mình nhá. Lên bán tặng nó hết luôn cho chị em mình là giá là 75k. Được chưa, chị nào chưa có thì lên luôn dùng mã tặng 75. Chốt mã tặng 75 luôn dùng Nguyên nè. Cho Nguyên luôn cái mã quần nam đi. Cho quần nam Nguyên còn ít lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Đấy chị nào lấy tặng mẹ, chúc tặng mẹ luôn dùng Nguyên luôn lên nhanh nhé chị em mình ơi. À, từ từ. Không chọn đâu chị ơi, em nói từ đầu rồi là không chọn. Chị ơi lấy xe 2 là được nhé chị Mộng Thu Hồ ơi. Nguyên nói rồi chị em mình không chọn dài, không chọn lửng nhé. Nguyên làm trước, còn chị em mình làm chị em mình xả ra dùng Nguyên nha. Hương là xe 2 đó ạ. Còn chị em mình không thích thì xả ra dùng Nguyên. Cái đó Nguyên kia tại vì là đã nói từ mà từ khi nào đến giờ Nguyên like rồi mẹ chưa bao giờ là Nguyên để khách lựa họa tiết hết. Vì đã lên cho chị em mình giá này, còn hàng người ta bán chị em 125k. Nguyên like cho nó nhanh. Phạm Hương 75, mùa này được. Xây 3 hết rồi chị Diệu Trâm Trần ơi. Rồi lên luôn dùng mã tặng quần nam luôn dùng Nguyên nè, quần 5S. Cái này về là chuyến cuối rồi, còn được từng này bộ thôi. Còn được từng này con nhá, xây 55kg quay đầu. Quần này mình đang bán mấy ca? Đang xe 59k đúng không? Đang xe 59k đúng không? Lên luôn dùng mã này, mã tặng 49k luôn. Nguyên cũng chỉ chốt cho chị nào chia sẻ nhá. Cái này Nguyên cũng chỉ chốt cho chị nào chia sẻ. Hết xe 3 rồi Phạm Hương nhé. Cái này chị em mình đưa luôn dùng Nguyên. Rồi xe 2 thôi Phạm Hương ơi, hết xe 3 rồi. Hết xe 3 nhá. Nguyên chỉ chốt con này cho những chị nào chia sẻ thôi. Cái này là bao nhiêu chị nhận hàng được biết chắc con này, quần này là quần nam nhé. Nguyên còn tầm được khoảng 20 con là hết. Tầm 20 con là hết, không có nhiều nhé. Bán tặng luôn cho chị em mình con này. Tại vì là bữa nay là chỉ tập trung like trên bếp thôi. Trên hội không like được rồi, trang cá nhân không like được. Đấy, chỉ like mỗi một máy thôi. Đấy là chị em mình tranh thủ. Comment mã này là mã tặng 49k. Quần này là quần nam, quần nam mấy chị em mình nhìn. Size này 55, chị em mình nhìn cái bo quần không mà chị em mình biết hàng đẹp hay là không này. Chắc nè. Size M nha, 55 57 kg đổ về là chị em mình chốt đẹp con nè. Comment mã tặng quần nam. Bán tặng luôn cho chị em mình con này, hai bên đều có khóa kéo này, túi sau đều có khóa kéo. Bán tặng nó luôn cho chị em mình là 49k. Nhá, có một kem, màu xanh đen, màu xám, màu xanh đen. Màu xám với màu xanh đen và màu đen. Nhá, chị nào lấy cái mã này chốt mã tặng M 49k nhá. Chị nào chưa có M 49 chốt M 49 luôn dùng Nguyên. Cái này bao nhiêu đợt hàng trước? Ba phút cái like trên bếp cái ba. Phút ngang qua cái ba. Nó bị ấy hết à. Xây 3, ok, xây 2 không vừa chị ơi, xây 2 không vừa, không có xây, sớm mua chờ xíu, hai quần, xanh đen à, xanh đen hết à, xanh đen cho Như Trần, Như Trần hai cái xanh đen, bao nhiêu, 49k con, xây 60 có, 60 có nhé, mờ cho chị, xanh đen cho chị Minh Phương lên, đi đen rồi, xanh đen nè, còn đen chị ơi, còn đen, mời chị Thiên Thanh đi, cho chị Thiên Thanh, chị Vi Nguyễn này, ok chị Vi Nguyễn này, Nguyễn Thị Bích Thiệp này, 77kg em không, 77kg em không nhá, đen với xanh đen là đổi qua cho chị Di Trần cái, rồi còn hai cái một kem, hai cái màu xám đúng không? Chị em mình nhìn cái này là chị em mình biết chắc rồi nè, nè biết hàng đẹp hay là không rồi? Di Trần đậu đen à? Không, con nó xi mờ mà cứ thôi bỏ ra được một con đi, được một con chị nhá, còn màu đen chị nào chưa có lên luôn dùng Nguyên. À cho chị hồi nãy gì nào ta, Vi à, Vi Nguyễn rồi,
Thế xanh đen cho chị Minh Phương Lê. Xanh đen cho Minh Phương Lê. Còn màu xám. Chị ơi cái đó em hết rồi. Quần nam. Đây này nhưng mà soạn hết cho khách rồi không đủ trả đâu. Đây Nguyên ấy để chị em mình bảo Nguyên hung hung. Bảo Nguyên là cao nó mất công. Nhưng mà Nguyên hết sạch sành xanh về chia sĩ xong còn đâu. Còn bao nhiêu bộ đây là hết đây nè. Đây hàng là hàng nhà Nguyên tự chụp hết. Để chị em mình mất công là chị em mình bảo Nguyên câu view. Câu view câu like. Đây này hàng nhà Nguyên là hàng sẵn hết nè. Nhưng mà có đề là giờ Nguyên hết hàng rồi. Sĩ bóc gần như hết rồi. Đấy, còn lại chị nào mà comment trước là có thôi. Cái này Nguyên không like lại nữa nhá. Không like lại nữa nha. Đấy, 49 đen em hết rồi. Tiếp luôn dùng cái này là size M. Còn hai cái size M. Xanh đen 65 ký. Xanh đen 65 chồng một xíu. Còn cái size này nữa thôi rồi. Rồi ok, đây ok, để lên cái này. Size này 62 ký đổ về. 62 ký đổ về. 62 ký đổ về thôi chị em mình không chọn màu đi. Đồ cho xanh, nó nhanh nha. Xanh là cái gì? Không chị, cái đó em không ấy đâu. Tại vì em sợ để em coi em chia hết đã. Tại vì up lên trang cá nhân là up lên trang cá nhân rồi. Tính là trưa nay không xám, like. Hiền Thành xám là xe gì đây? Xám, chắc là xám xe mười. Xanh đen với xám. Xanh đen 65 từ chị Nguyễn Thánh Tuyền nhá. Hương lên cái size nào chị em mình chốt size đó luôn dùng Nguyên. Xe 75 không có. 75 không có. Tính là Nguyên để là trưa like luôn một thể. Nhưng mà up lên là khách cũng đặt hết rồi. Nên là thôi. Rồi xây 62 đổ về. 62 đổ về lên luôn dưỡng mã này là mã XL. XL nhá chị em mình không chọn mà. 62 và cao 65 thường là thường XL một chút đến 68 nhưng mà cái này 62 và chút đến 65 ba pha nước xong rồi đúng không? Pha ở đâu sao? Mẹ chưa uống luôn. Comment mã này là mã tặng XL luôn dùng yên. 49k. Nó nói là chưa bao giờ có giá này luôn. Chị hai cái nữa nhắn tin rồi nghe. 60 đây chị ơi, chị Công Cường đặng đặng nè, 60 đây nè. Hai quần em mất hai màu nhá. Thì Công Cường đặng đặng đi. Công Cường đặng đặng hai cái. Không chị ơi, không nha, không nha. Size này dành cho những anh nam nào 65 cái vẫn mang được. Cho chị Phạm Tường Vy cái 49k nốt luôn, Nguyên bán cho chị em mình đang xì em 59k nè. Nguyên còn bao nhiêu sót lại Nguyên bán tặng nó hết luôn cho chị em mình là giá 59k. Nguyên còn mỗi size XL. Huyền chịu khó bút bút chứ còn Nguyên vừa like mà vừa ấy vừa chốt không ấy được. Chị Nguyễn Thị Thu không chia sẻ. Cho chị Anna Nguyễn này. Không có màu xanh đen đâu. Thì nó lộn lộn giữa màu đen và màu xanh đen nhé. Cho chị Sương Thu hai cái đi. Lộn lộn giữa đen và xanh đen cho chị em mình rất ngẫu nhiên nhé. Mờ xám cho chị gấu con. Mờ xám cho chị gấu con còn chứ nó phải gì. Hồi nãy con mờ xám còn ấy. Rồi cái này cho chị Giang Phan. Mờ xám cho gấu con. Cho chị Giang Phan. Em không thấy chị Như Trần ơi. Nha, Nguyên còn mỗi hai con xe XL thôi. Chị nào lấy XL chút XL. Nguyên nó 49k không bao giờ có giá này nữa đâu. Hết rồi đấy. Nên là chị em mình tranh thủ cái nào Nguyên về bao nhiêu cũng hết đấy. Bác sĩ cho Nguyên chạy cái này nhiều. Chị nào chưa có cái này lên luôn dưỡng mã này là mã XL luôn dùng Nguyên nhá. XL Nguyên còn hai con, chị nào lấy XL chút. Cho chị Kiều Trang hai cái này cùng màu rồi. Hai cái cùng màu rồi. Cho chị Kiều Trang một con và chị Phương Phan con đi. Ok. Rồi lên luôn những này. Xe này là xe 5. À cái này có xe L này. Rồi xe 6870 có được hai con thôi. Comment mã 2X. XL em hết. Chị Nhi Trần ơi, em lên từ đầu tiên là xe M nha, không phải là xe XL đâu. Chốt chuẩn luôn giùm em nha. Comment mã này lên luôn dùng cái này. 65 số quen 6870 hai con thôi. Chị nào lấy 2X chốt 2X luôn dùng đúng hai con 2X. Đúng hai con 2X nhé. Ai lá 2X chút 2X luôn dùng em 2 con. 2X là 2 con 2X nha. Ai lá 2X chút 2X luôn dùng Nguyên. Tầm 2X Thanh Huyền. Còn tầm với Thanh Huyền là hết. Ok hết rồi nhá. Cái không thấy bị ẩn rồi chị Nhi Trần ơi. Bị ẩn luôn rồi đấy. Em bút miếng hả nè. Rồi 2 con này xây 60 đổ về. 60 đổ về nhá. Còn em mã L. L đúng hai con cuối cùng nữa là hết nè. Ai lấy L chốt L luôn dùng Nguyên. Hai con cuối cùng xây L. Chị nào chưa có xây L comment L dùng Nguyên nhé. L hai con. Ai chưa có xây L comment xây L luôn dùng Nguyên. Cái này có mấy cái này bán tặng đi. Bán tặng nó đi. L Nguyên còn hai con ấy. Chị nào lấy L comment L luôn dùng Nguyên nè. L cho chị Nhi Trần cái đi. Nhi Trần với Kiều Trang.
Như Trần có Kiều Trang. Như Trần có Kiều Trang, không lẽ xóa cái bài nó, ai cũng nhắn tin cái bài nó chết luôn. Cái bài nó hồi hồi. Bài Lan 49 đó, hết rồi đâu có. Đúng không? Rồi lên nhanh luôn, dùng nguyên cái mã nè. Ở bên này nó bị ẩm quá đi, không thấy luôn. Rồi lên luôn dùng mã nè. Trời ơi. Nhưng mà chị em mình 52kg quay đào thôi. Đẹp chưa? Dòng này là dòng găng nhá. 52kg đổ về cũng còn được có từng này con. Bán tặng nó luôn cho chị em mình mã này. Comment mã này là mã tặng. Chốt cái chị nào chia sẻ nhá. Nó bị ẩn comment đấy chị ơi. Bị ẩn comment đấy. Bị ẩn comment. Rồi lên luôn dùng cái mã nè. Trời ơi. 29k được không? Nhưng mà 52kg quay đầu nhá. 29k luôn. Ok chị Văn Anh Nguyễn hàng găng nhá. Và là găng theo nè. Chị ẩn comment quá chị em mình ơi. Không biết bao giờ cho nó hết cái tình trạng này nữa. Đây này chị em mình nhìn này. Găng nè. Chạy bèo viền nè. Viền hết. 29.000 xanh. 29.000 xanh. 29.000 xanh. Cho chị Văn Anh Nguyễn cái. 29.000 xanh cho chị Văn Anh Nguyễn cái. Mẹ đứng đây đứng sát này để vút vào trời. Tím cho chị Yến Hoàng. Tím cho Yến Hoàng. Chị Nguyễn cho quần nam. Hết rồi chị ơi. Xanh hết rồi nha. Xanh hết nha. Xanh hết. 29.000 chị em nấu phát. Rồi lên chung ở vàng. Vàng. Thiền vút điền ơi. Ngồi biết thì không có hành được. Để chờ tình ngô xíu. Mà bị chi đi như thế này, có người ta like có bị như thế này không ta? Nu, không vàng, phải nu chị ơi. Vàng này cho Diễm Nguyễn. Chờ em xíu, bộ này nó là bao xịn luôn. Cái này hàng Lanh Thái nè. Hàng Lanh Thái trắng cho chị Sương Thu. Trắng cho chị Sương Thu, vàng hết nhá. Còn trắng còn hồng. Còn trắng còn hồng. Hồng này là màu hồng rút nha. Hồng rút nha chị em mình ơi. Comment mã hồng rút. Kêu là bà Huyền chắc bà tưởng không la bởi vì bà ngủ rồi. Bởi về đúng hơn 12 giờ lắm. Trời ơi, lên luôn những mã hồng rút nè. Chị nào lấy hồng rút, chút hồng rút. Nguyên còn hồng rút và trắng. 29.000 đúng giá bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Nhưng mà size chị em mình 52kg quay đầu là chị em mình chút đẹp nhá. Chị em mình để ý cái size luôn dùng Nguyên. Comment mã nè. Chốt mã tặng 29k. Trời ơi, bán mà tiếc đứt ruột luôn ý. Còn hai con màu hồng rút và hai con màu trắng. Hàng là hàng găng mà là găng theo nhá. Quần nam à. Găng theo, hồng rút cho Thanh Huyền. Hồng rút cho Thanh Huyền 29. Thế. Hết đường à. Thu kiện đi. Nói chung là mất mát là được. Hồng rút cho VV Nguyễn. VV Nguyễn. VV Nguyễn. Chủ điện bị trang ở đây nữa. Trắng hết rồi Trang Lê ơi. Hết rồi. Hết không còn mà. Đâu? Còn chưa chốt mà. Cho Trang Lê đi. Trang Lê đi. Hút ngay chứ còn nè, chán chưa? Nguyên từ đầu tháng tới giờ. Không hút là không thấy cái gì hết chị em mình. Nhiều khi là biết là chị em mình vô live mà đặt không được là cảm thấy nản. Là ao ra nhưng mà không biết kiểu gì hết, cứ đứng hút biết như thế này thôi. Cái này mình bán mấy nè. 49 nè. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng quần nam luôn nè. Size 65 đổ về. Con này chắc của nó là đuổi xước nhá, dài dặn luôn cho trẻ mình luôn. Đuổi xước dài dặn trẻ mình nhìn từ cái này là có cái dây rút ở trong nè. Toàn bộ cái này là size 65 đổ về hết. Nha, bán tặng nó luôn cho trẻ mình mã này luôn. Một size này 65 đổ về. Comment mã này là mã 45k nó luôn. Chưa bao giờ rẻ như bây giờ. Nhá. Comment mã tặng 45k và size này chốt mã XL luôn dùng Nguyên. Cứ 65 đổ về chị em mình lên luôn dùng mã XL. XL nhá, 45k gọn luôn. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã XL dùng Nguyên. Nhưng mà chắc là chị em mình không chọn màu nhá. Màu nó na ná giống nhau hết. Cho chị Minh Hiếu con này. Nó bắt luôn mấy con. Đây nè, ba bỏ xuống đây nè. XL, chị nào lấy XL comment mã XL luôn dùng Nguyên 45k. Minh Hiếu XL nè. XL và chị em mình không chọn màu. Mình mua con quần này bán cho chị em mình giá nè. 45k. Thùy Trang à. Kiều Trang nè. Anna Nguyễn nè. Kiều Trang, Anna Nguyễn nè. Thanh Thương nè. Thanh Thương Anna này. Nguyễn đâu? Anna Nguyễn có ba ghi đi. Ba ghi Anna Nguyễn đi. Có đấy ba ghi đi. Thanh Thương nè.
ý là không có quần. Rồi Thiên Thanh nè, Thiên Thanh nè, cho chị Minh Hiếu thêm con nè. Rồi ok, còn hai con này size 65 đổ về, size XL. Size 65 đổ về XL chắc của nó là đuổi xước nha chị em mình ơi. Đuổi xước nha, còn đúng hai con thôi. Hai con cuối cùng size XL, size 65 đổ về là chị em mình chút đẹp. Trời ơi, 45k. Bạn đi mua con thun quần quần thô ấy. Bạn người ta mua màu tối, toàn là màu tối, có cái nào màu sáng đâu. Cho chị Thái Bảo Ngọc con. Với lại cho chị Ánh Như con. Được con nhé chị ơi. Rồi size 68 hết XL nhé. Size 68. Từng ly nái nữa nó hết à. Size 68. Cái nào cũng lên cho em mình từng size, chị em mình đừng lên chút số ký nhé. Nguyên lên chị em cái size nào chị em mình chốt dùng nguyên cái size đó cho khỏi bị nhầm. Cho nó khỏi bị nhầm nhé. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Đây nè, phía trước đây, phía qua phía sau. Comment mã này là mã 68, chốt mã 2 đi. Chốt mã số 2 luôn dùng nguyên nhé. Comment mã 2, quần nam thì không có cái màu nào màu sáng hết. Màu đen, màu xanh đen, màu xanh rêu. Nè, và 45k, sorry chị em, 45k chị em mình nhìn từ hàng. 45k nhé. Chốt mã số 2 luôn dùng nguyên đi. Comment mã số 2 size dành cho các anh nam nào 68 đổ về. 68 cho Phụng Kim Nguyễn. Phụng Kim Nguyễn đây này, 68 đây bên này, cho Phụng Kim Nguyễn này. 68 quay đầu. 68 nhá. Không chọn màu đi chị ơi, cho nó nhanh nha chị ơi. Cho nó nhanh nhá, tại vì con bán em 45.000 rồi phát luôn hai con, ba con về chồng mang cho nó sướng. Nhá, vì nó quá là rẻ đi. Một con quần lỡ như thế này mà chắc của nó là đuổi xước nhá. Size 60 đuổi xước hai cái. 60 ký em hết rồi chị em đi Trần ơi. Hết rồi, còn mỗi size to thôi. Còn mỗi size 2 thôi, chị nào lấy size 2 chút size 2 luôn dùng nguyên nhé. Size 2, size 2 7450 58kg là bự nhất. Không, cho chị bích trăm hình cái. Bích trăm hình cái. Chị nào lấy size 2 chút 2 dùng nguyên đi. Là size 68kg đổ về. 68kg đổ về là chị em mình chút ok nhé. 70 đang không. Chị 60 màu đen. Chị ơi, chị Nguyễn Thị Thu ơi, toàn bộ cái giá này em thật sự là nãy giờ là em bán tặng hết. Dạ không có 75 đâu chị ơi, không có 75 nhé Phạm Hương ơi. Thêm một cái là chị bích trăm hình. Chị em mình lấy hai cái một lượt đi, chứ chị em mình thêm là không biết là nãy giờ chị em mình đã bóc cái mã nào đâu. Chị Nguyễn Hành cũng không chia sẻ luôn. 62 bị rộng rồi Thu Phượng ơi. Nguyên bán cho chị em mình là giá bán tặng, mà chị em mình là cứ tiếp với nguyên lực chia sẻ. Mấy hôm nay toàn bộ bán là bán lái tương tác, nên là chị em mình chịu khó chia sẻ lên luôn dùng nguyên cho cái C3 nữa. Còn C2 đó chị nào xí sai chút C2 luôn dùng nguyên, C3 chút đến 70 thôi. Đừng nói mang cho nó rộng rãi, nó thoải mái. Comment mã 70kg luôn. Size 3XL. Có từng này con size 3XL. Bán tặng nó luôn cho chị em mình 45k. Size 3X nha chị em mình ơi. Ai lấy 3X chút. Chút 3X luôn dùng nguyên nè. Comment nhiều cái. Ví dụ bán chị em mình 49k là được vài nghìn. Như là hồi sáng nhiều chị. Tại vì cái bộ lanh đó nguyên cũng chốt sỉ hết rồi. Mà khách kêu là đóng mà đóng 100-200 bộ thì giá sao nguyên nói là không chênh so với giá cái 49 nó bao nhiêu hết. Thực sự nguyên bán cho chị em mình giá lẻ. 3X, nó sát giá sỉ rất là nhiều. Từ từ nè, hai cái từ từ. Chia sẻ công khai vô nha. Cho chị Liên Nguyễn Thị nè, hai cái C3XL. Hai màu. Trước ngày 3X 3 màu nè. Không có được 3 màu đâu. Chữ nó đen đen với là xanh xanh, nguyên không biết cái màu, chị thôi xé toạc bao nhé. Là 3X 2 màu. Xé toạc bao màu đen hết trơn các chị em mình ơi. Một màu chứ mấy. Một màu. Một màu thôi, một Gia Phan là 2XL. Màu xanh đen. Đây cho chị Liên Nguyễn Thị nè. Hai cái Liên Nguyễn Thị nè. Liên Nguyễn Thị 2 nè. Chị nào ở trên mẹ đâu có thấy đâu ba. Chị nào 2XL. Thanh Tâm là 3X. Thanh Tâm 3X được có một màu thôi. Còn để nguyên xé ra luôn nhá. Tại vì là đen đen xanh xanh không biết được cái nào hết. Toàn màu đen hết. Toàn đen hết chị em mình ơi. Toàn đen hết nhá. Gia Phan là 2X. Đây nè. 3X nè, 3X cho ai nè. Bái cho anh Thanh Tâm được một cái chị nè. 2X cho chị Giang Phan. 2X cho chị Giang Phan. 2X cho chị Giang Phan. Quần nam chị ơi. Rêu không có gì Nguyễn ơi. 3X hai cái chị ấy. Linh ơi, cùng một màu chị lái cá thôi. Có màu chứ mấy. Em thấy nó đen đen hết như nào. Hắn có màu thôi. Một cái 3X Phụng Ly. Phụng Ly nè. Nguyễn Hà. Nguyễn Hà cái chia sẻ không được chứ không. Thì chia sẻ công khai đến, không công khai sao nó hiện được. Cho chị Phụng Kim Nguyễn nè. Mộng Thu Hồ mỗi chị một con thôi, tại vì có một màu chứ mấy. Mộng Thu Hồ nè. Diễm Nguyễn nè. Diễm Nguyễn nè. Ok. Tại vì nguyên bán tặng rồi mà chị em cứ tiếc không chia sẻ.
ưu tiên cho chị nào chia sẻ nhé. Hơi nhiều nhiều khách hết 7x rồi. Nhiều khách bảo là sỉ mà 200 con xong mà. Nguyên báo là 49k nguyên bán lẻ đúng không? Nguyên bán sỉ là 45k. Trên ăn nghìn. Khách kêu răng mà sát. Chứ chị em mình phải so sánh được cái giá nó rẻ bao nhiêu. Nguyên bán toàn bộ là bán sát sỉ lẻ như nhau rồi. Bán ăn trên vài nghìn. Một bộ đồ ăn trên vài nghìn thôi. Bảo sao mà sỉ lẻ nó trên nhau nhiều. Trừ khi là người ta lời rất là nhiều. Có thể sỉ người ta trên được 20.000, 30.000, bao nhiêu Nguyên không có. Còn cho Nguyên hạn cái kìa. Hết rồi chị ơi. Thì chia sẻ trước toàn bộ cái gì em sale thì chốt cái chị nào chia sẻ thôi. Cái này còn mỗi size này 65kg đổ về chị Nguyễn Hạnh lấy thì chốt nhá. Đấy, chị bấm chia sẻ chưa công khai đấy. Công khai nó mới hiện được chia sẻ. Nguyên còn mỗi size 2 thôi. 68kg đổ về thôi. 68kg đổ về nhá. Ai lấy size 2 comment mã 2 luôn dùng Nguyên này. Chị nào chưa có mã 2 chốt mã 2 luôn dùng Nguyên nhá. Comment size 2 luôn dùng Nguyên. Lấy đường lái á. Ngon mà. Đừng khen à. Mình đập rồi. Chị Trần Phú chia sẻ lên luôn dùm em lại nha. Cho lên cái mã đó bán tặng đi thì. Bán tặng một mã nữa. Ờ. Bán tặng một mã. À quên, thôi từ từ. Quần này từ từ. Cho lên cái mã bộ đang mang ấy. Lỡ mang cái mã bộ này. Cái mã bộ này chị em mình tranh thủ nè. Ok, cho chị Nguyễn Hạnh hai cái size 2 đi ba. Nguyễn Hạnh hai cái size 2. Bộ Nguyên mang là hàng Lanh Thái nhá. Và size đến 65kg vẫn mang ok. 62kg, chốt đến 62kg, size 1X, 2X và 3X. 2XL reo cho chị Mộng Thu Hồ này. 2XL reo cho chị Mộng Thu Hồ 45k luôn. 45k. Quần nam chị ở 45k. Chị Trần Phú ơi, chị chia sẻ. Chị bấm chia sẻ công khai lên. Không công khai nó không hiện người chia sẻ đâu. Bộ này là Lanh Thái, hàng xịn luôn cho chị em mình luôn. Hàng hiệu rồi, hàng có thương hiệu rồi. Này chị em mình nhìn nè. Năm ngó mà chị em mình đã mua được cái mã này rồi, chị em mình biết chắc rồi. Nguyên nói là năm ngó khách nhà Nguyên đặt lại cái mã này nhiều lắm luôn. Đây nè, toàn bộ cái này là có cái là Lanh Nhung, có cái là Anh Thái nhé. Chia sẻ bán tặng hết luôn cho chị em mình luôn. Bán tặng nhá, đây là chị nào chia sẻ chốt nha. Chị nào chia sẻ chốt nhé. Size này Nguyên nói là Nguyên đang mang là size nhỏ nhất này. Nên là yên tâm cho chị em mình 52, chị nào 55 vẫn mang ok. Comment mã 1 đi, chốt mã 1 luôn dùng Nguyên nhé. Chốt mã 1. Vừa Lanh Thái vừa Lanh Nhung. Đây nè, có cả Lanh Thái có cả Lanh Nhung nè. Trời ơi, toàn là hoa nhí đẹp hết. Toàn là hoa nhí đẹp hết. Bán tặng nhá. Phải đuổi xước đấy chị ơi, đuổi xước đấy. Size này chị nào mà cao thì lên 55kg vẫn mang ok nhá. 55 hàng này hàng thương hiệu tôi rồi. Chốt bất mệt không được mà tay mấy người sờ hoàng ghê. Ủa mà đang Ngô Bảo Châu đâu thấy rồi trời. Không thấy gì Ngô Bảo Châu luôn ấy. Hai thì cái mà đang giống lưu liên nói xáo là lại. À, cái cao mua bình thường chốt hàng là không hề thấy luôn. 3x chờ em xíu. Từ từ chờ em xíu. Bình thường là chốt hàng là không thấy đâu nha. Cái lâu lâu ok. Thấy tươi không trời. Thôi đi ngủ đây là những cái comment đó là thấy. Còn chốt hàng là không thấy, không biết là kêu Facebook nói kiểu gì. Hơi bị rộng đó chị ơi, hơi bị rộng nhá. Đây luôn dùng mã 1 trước. Comment mã 1 luôn dùng Nguyên. Bao đẹp luôn cho chị em mình. Không thấy chị Bảo Châu ở đâu luôn ý. Mà giờ tự dưng lên là kêu là chốt bất mệt. Nguyên cũng mệt lắm rồi. Facebook này chán lắm rồi. Hết rồi chị. À, hai quần chị Lý sau đời chia sẻ lên luôn dùm em đã. Comment mã này là mã bộ Lanh Nhung. Trời ơi, hàng xịn cho chị em mình nhé. Ờ, lấy xe 2. Hàng xịn cho chị em mình luôn. Xe đời chia sẻ luôn ha. Size này 52 và chị nào cao lên 55 dùng Nguyên cho cái size 1. Lên luôn chị em mình từng size cho nó dễ nhé. Lên luôn cho chị em mình từng size cho nó dễ. Bán tặng luôn cho chị em mình 79k một bộ. 79k nhá, hàng này hàng xịn. Năm ngói chạy những cái dòng này là Nguyên viện xe em mình 89k và hình như là Nguyên okay. Chạy trong 2-3 like đấy. Mà chạy lẻ không là 800. 53 cái mang vừa đấy chị Minh Tâm Trần ơi. Ờ thiệt chứ, chốt hai quần mà không thấy đọc tên luôn. Ngồi thấy quăng chặt. Thấy trơn mắt à. Kiểu chẳng hiểu luôn ấy. 57 từ từ chạy xíu nhé. Nhiều màu. Ừ, ba không thấy nhưng mà mẹ thấy comment của chị. Ừ. Vừa đấy chị Minh Tâm Trần ơi. Nhiều màu em lên cho chị em mình từng màu. Cho chị Trường Phạm bộ này. Màu này nó đẹp. Màu này là Nguyên đang mang nên là Nguyên mang lên trước thôi. 79k bộ mà riêng trời này mang lên thì bao sướng nhá. Comment cái này nó không rút nhiều. Tại vì năm ngó đã mang những cái mã này rồi. Năm ngó có cái mẫu mấy cái mẫu mà hoa nhí tím rồi đấy. Hoa nhí tím, hoa nhí cam là cái mã này đấy. Chị nào năm ngó mua rồi là chị em mình biết chắc. Size dành cho những chị em mình 50...
hay là chốt like chậm như thế này up lên trang cá nhân, mà sợ up lên trang cá nhân thì chị lại đặt không được. Như cái mã kia, như cái mã kia, chị nào lấy cái này lên luôn, dùng mã này là mã 1X luôn, dùng nguyên nhá. Size dành cho chị em mình 52 cao 55 vẫn mang ok. Nè chị em mình, cái này lanh nhung nha, hàng chuẩn xịn luôn cho chị em mình luôn. Chị nào chưa có cái này lên cho mã 1X 79K vàng. 79K vàng nhé, chị nào 79K vàng comment 79K vàng. Màu xám nè. Ui trời ơi. Comment mã này là mã xám luôn, dùng nguyên toàn bộ là hàng xịn, hàng này hàng thương hiệu rồi nhá. Size 52 cái quay đầu lên đi cho em mình từ size nhỏ. Chị nào lấy 1X vàng chút 1X vàng, 1X xám nè, không phải xám, cái màu chị nó lại lạ đẹp đẹp. Màu này màu nhạt đi, chị nào lấy 1X nhạt comment mã 1X nhạt luôn dùng nguyên nhé. 1X nhạt lên luôn cho chị em mình giá 79K một bộ. Hàng này chuẩn xịn luôn cho chị em mình luôn. Phạm Hương 5 ngói một hoa to, năm nay bộ này đúng rồi. Nguyên mang là 5 ngói hoa to hơn đúng không? Nhưng mà cùng chắc đấy. 5 ngói là nó giống cái bộ cam ca, bộ tím, bộ hoa tím còn. Cái này nếu như mà chị em mình mua, ok chị Minh Tâm Trần, ok chị Minh Tâm Trần, phải mang sướng đúng không? Bộ nguyên mang luôn ba này. Trời ơi, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng, mã này là màu nhạt đi. Màu nhạt nhá, ai lấy nhạt comment nhạt luôn dùng nguyên. Nhạt nhá, 79K nhạt, 79K nhạt, nguyên qua nhanh để cho chị em mình có cả đến C3 đúng không? 5 ngói là những cái màu này nè, 5 ngói là cái màu cam này nè. Ê cây vải luôn, 5 ngói là chạy cái màu cam này nè, xay gì đây? Xay xay 2. Tay này 57, 58 kg đổ về. Trời ơi, năm ngó là chạy cái bộ này nè, màu này nè, Phạm Hương nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã cam, lanh nhung nhá. Lanh nhung, hàng xịn đẹp luôn cho chị em mình luôn. Bán tặng cho chị em 79K. Chị nào lấy cái này màu này cũng vậy, màu này là màu gì ta? Màu hồng cam à. Hồng cam, chị nào lấy hồng cam size 2 chốt luôn dùng nguyên nè. 79K, hồng cam size 2 nhá. Hồng cam size 2, màu nhạt cho chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn từ từ, màu nhạt phải nhích lên size 2 đấy. Thì chị Phương Nguyễn phải nhích lên size 2. Chứ cái size đó 56 cái không vừa đâu. Nè. Không, cái nào đó không vừa đâu. Chị em mình từ từ lên từng size đi chị em mình. Hay là cái mã này để up lên trang cá nhân đi. Chứ còn like size 2 có màu khác không? Từ từ lên từng màu đi, không lên cho em mình hết size 1 chị em mình bóc cái nào bóc. Còn up lên trang cá nhân nhé. Hồng cam size 2 vậy Phương Phan. Cho chị Phương Phan. Đang lên size 1 là hết từng này rồi đúng không? Size 1 có từng này màu chị em mình chốt. Trời ơi. Màu đỏ đô. Cái này ví dụ như trung tuổi xíu ấy là chị em mình lấy tông màu này. Mua tặng mẹ vô tư luôn, cái này nó quá đẹp luôn. Nó quá đẹp cái bộ này nè. Nè, hàng này là hàng có thương hiệu rồi nhá. Đây này chị em mình nhìn nè. Lanh nhung hàng hiệu luôn cho chị em mình luôn. Đấy. Size này là size 1, 52 và cao 55 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy cái này lên cho mã xanh thang, nếu mà trung tuổi xíu chị em mình phát những cái bộ này về tặng mẹ. Thái thị trang nha. Chốt mã xanh thang luôn dùng nguyên. Còn màu nào xinh xinh kì bộ 60 cho em xíu. Còn em chưa lên size to mà. Chưa lên size to mà. Có 47 kg gì lấy size nhỏ nhất cái chị ơi. Chị nào lấy cái này lên trong mã xanh thang này. Xanh thang nhá, có đấy. Em lên qua một lượt thôi chị em mình cứ hỏi tới hỏi lui là không mấy được. Không chốt được, rất là khó chốt luôn. Vấn đề ví dụ như Ngân lên cái màu này, cái size này chị em mình, chị nào cảm thấy ok chị em mình chốt. Chứ còn mà lên cái chị này hỏi cái này hỏi cái kia không mấy được nha. Chị nào lấy xanh thang toàn bộ cái nào lên cho em mình xây một trước. Cho chị Nguyễn Phương Lê cái xanh thang này. Nguyễn Phương Lê cái xanh thang này. Xanh thang toàn bộ này xây một nhá. Xây một nè. Vàng với xanh nhạt. Một vàng một xanh nhạt cho chị Thanh Thúy Nguyễn. Chia sẻ đi Thanh Thúy Nguyễn nha. Nguyễn Phương Lê cũng như thế. Một ít ấy. Một ít ấy. Vàng với lại màu nhạt đây mà nè. Màu nhạt là bên này. Màu nhạt bên này. Nha chị nào chưa có một ít chút một ít. Một ít từ từ xây to từ từ mới sẽ lên nha. Mình có luôn cho chị em mình màu đỏ đô này. Size này 52 và cao 55 này. Đỏ đô này. Hồng cam này. Hồng cam này. Thanh Thúy Nguyễn. Xanh thang thì Trường Phạm này. Hôm nay cho em từng size cho nó dễ. Trường Phạm. Trường Phạm này. Rồi chị nào chưa có comment mã xanh này xinh lắm. Đẹp lắm chị em mình ơi. Đẹp lắm luôn. Chị em mình không mua được cái line này tiếc lắm. Chị nào chưa có cái này lên cho mã xanh nhạt luôn dùng nguyên này. Xanh lá. Xanh lá đi. Xanh lá luôn dùng nguyên này. Rồi màu hồng cam này. Màu đỏ đô này. Đỏ đô này. Xanh đen này. Đấy là tắc tần tật là xây 1. Tắc tần tật là xây 1 đấy. Xây 1 còn màu nhạt còn màu vàng nhí này. Rồi nhá, qua luôn cho trẻ mình xây 2. Qua lên nhanh luôn cho trẻ mình luôn. Xây 2 79K nhá trẻ mình nhá. 79K. Rồi xây 2 lên luôn dùng nguyên xây này. 57, 58 cái đổ về là chút đẹp. 57, 58 cái đổ về y từng nửa màu luôn. Màu hồng cam này. Qua bộ vàng xanh thang xây 1.
đây này, đây 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 C1 đây ba này, ba đừng có bóc bên nó, đang lai bên này mà, đang lai bên này C1 nè, C1 là 52 cao 55 nhá, 52 và cao 55 luôn dùng nguyên. Xanh thang cái này phải. C1 xanh lá hay gì lợi hồ thị. Cẩm liên. Mẹ không thấy cẩm liên luôn rồi đấy, ba thấy cẩm liên mẹ không thấy cẩm liên, về vút hai máy cho chị lợi hồ thị xây, lợi hồ thị này, lợi hồ thị mẹ không thấy cẩm liên, ba lại thấy cẩm liên. Vàng xây 1 cho chị Phương Thi nè. Vàng xây 1 cho Phương Thi. Chị em mình ấy thì chị em mình có thể chia sẻ luôn dùng nguyên nhá. Chán luôn, bút mệt luôn. Vàng cái này luôn ạ? Bút mệt nghỉ luôn. Em thấy chị Quỳnh Lê rồi đây nha. Thấy rồi chị ơi, em thấy rồi đây. Ba đồng thấy Phương Thi. Mẹ thấy Phương Thi, ba lại không thấy Phương Thi. Hay là mình dùng một cái máy nữa là sẽ thấy thêm nữa. Đó có đâu. Có, thấy Phương Thi mà. Xây 1 cho Hoàng Phúc. Xanh 1 cho Hoàng Phúc, xanh lá cho Hoàng Phúc. Xanh đen nữa. Xanh lá đà. Vàng cho Thu Thủy. Vàng cho Thu Thủy C1 hết đấy. Vẫn đầm à. Vàng cho Thu Thủy, vàng Nguyên Đăng Ma. Vàng Nguyên Đăng Ma của Sĩ Hồng. Đây còn bộ Nguyên Đăng Ma. Còn bộ Nguyên Đăng Ma. Thu Thủy à. Thu Thủy. Còn qua luôn cho chị em mình C2. Chốt mã số 2 luôn, dùng nguyên đọc luôn cho chị em mình luôn nè. Nha, chị em mình cứ lên luôn dùng mã số 2 là size 57 58 cái độ về. Xây 2, mã 2 kèm màu luôn dùng nguyên nhé. 2 kèm màu luôn dùng nguyên cho nó dễ. 2 kèm màu chắc là bên ở đâu có vô phần mềm được. Đang hết không tùy kế phần mềm hết ngày, hết ngày rồi. Để ấy lại vô phần mềm có khi lại không bị ẩn đấy. Có khi vô phần mềm lại không bị ẩn đấy. Rồi lên luôn dùng mã 2 kèm màu. Màu hồng cam 57, 58 cái độ về. Hồng cam to này, hồng cam to này, hồng cam nhỏ này, xanh nhạt này, xanh lá này, xanh lá này, vàng vàng này là màu này đúng không? Xanh lá này, màu đỏ đô đấy. Quên qua một lượt xanh thang, xanh thang nhá. Quên qua một lượt để qua cái mã này để up lên trang cá nhân đi, up lên trang cá nhân. Trời ơi, màu tím nè, màu tím nè, xong cái đấy lại để up lên trang cá nhân cho nó khỏe. Xanh lá là 10 kg. Xây một cái cho Thanh Lài Nguyễn. Thanh Lài Nguyễn. Hai mươi kg xíu nữa lên C2, C3 chị ơi. Xíu nữa lên C3 giùm em nhé. Rồi lên dùng mã tím. Tím C2 nè. Trời, 57, 58 cái đổ về. Cái màu tím này là nằm ngó là không có luôn được cá, được bộ hai bộ. Hai xanh thang, xanh lá. Xanh thang này. Xanh lá này. Xanh lá này. Rồi lên dùng mã tím. Tím C2. Trời ơi, cái màu tím nó đẹp. Ai lấy tím comment tím luôn dùng nguyên này. Có 3 bộ tím thôi. Ai lấy tím chút tím nha. Comment mã tím. Cho chị Thanh Tâm màu vàng với màu tím. Vàng có không? Cái 2 à. Ok nè. Cho chị Thanh Tâm này, vàng với tím nè. Vàng tím cho chị Thanh Tâm nè. Cái tím cho chị Liên Nguyễn Thị nè. Liên Nguyễn Thị nè. Không, Duyên Hải Nguyễn lên trước này. Duyên Hải Nguyễn là tím, xanh lá vàng. Liên Nguyễn Thị. Tím nè, xanh lá nè, vàng cho chị Duyên Hải Nguyễn nè. Duyên Hải Nguyễn nè. Một tím một vàng. Tím hết chị ơi, còn vàng hết tím nha, hết tím rồi. Vàng còn đây nè. Vàng cho chị Mai Anh nè. Tím em hết nhá. Tím hết rồi, tím có 3 bộ. Tím 60 kg vừa không để chị. C3 có màu tím không? Từ từ để em lên C3 nhé. Từ từ để em lên C3, lên hết C2 rồi. C2 này, cái này lộn C3 rồi Hiền. Ôi trời ơi, cái này. Đây, còn những màu khác đẹp hơn cả màu tím. Chi trần 1 cam hồng, 1 xanh nhạt, 60 kg. C2 thôi, cái chi ba. Chi trần là 1 cam hồng, 1 xanh nhạt, 60 kg. Đây nè, cho chị chi trần đi. 1 cam hồng, 1 xanh nhạt, 60 kg. 1 cam hồng cam ấy. Hồng cam ấy. Hồng cam. Trời ơi, chốt mã lá đỏ luôn dùng nguyên nè. Cầm em mã lá đỏ, cái này đủ sang, đủ đẹp chưa? Xay 57, 58 đổ về. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã lá đỏ đi. Xanh từ từ chờ em xíu. Chị nào lấy lá đỏ, chút lá đỏ luôn dùng nguyên nhá. Trời ơi, nguyên lên luôn cho chị em mình 79.000. Lá đỏ xay 2 nè. Được có 3 bộ lá đỏ xay 2. Chị nào toàn nói là toàn màu đẹp thôi. Toàn bộ hoa nhí nhỏ, lá đỏ cho chị Duyên Hải Nguyễn một bộ này.
Xây 2 nha. Xây 2. Này, xanh này cũng được. Xanh từ từ nhá. Đâu có từ từ bỏ qua xây xây sáng cho chị. Chị nào lấy lá đỏ chút lá đỏ luôn dùng nguyên nè. Lá đỏ 60 đang không chợ chợ 79k nhá. 79k lá đỏ cho chị Thanh Thương. Lá đỏ cho chị Thanh Thương. Rồi còn một lá đỏ, chị nào lấy lá đỏ chút lá đỏ ừ, luôn dùng nguyên. Lá đỏ kìa. Ai nữa? 60kg. Lá đỏ 60kg. Chị ơi chị Mộng Thu Hồ chút dùm lại dùm em cho chuẩn đi, đừng có chốt xong xả nha. 60kg được à, vừa không? Không. Đừng có chốt xong xả nghe. Tại vì đây này Lan Trung mã này là mã nhí dùng nguyên. Nhí xanh đen nhá. Cái này chung tuổi chị em mình mang cũng được. Ẩn rồi mà còn xả nữa. Ủa cô chị ngăn xấu rồi. Cô chị ngăn xấu. Xay lá đỏ. Lá đỏ em hết rồi chị ơi. Còn cái này. Đúng không? Bỏ qua cho chị Mộng Thu Hồ. Chị em mình chốt chuẩn nhá, chạch nó đổi là nguyên không đổi rồi. Còn không là xả ra luôn. Vì thứ có cái mà xong chị em mình chốt trên cái xả dưới đổi là nguyên không đổi được ấy. Em nói trước ấy. Xem đai nhà Nguyên là để ý. Còn không là xả luôn. Đấy. Bỏ xuống đóng rồi mà cứ đi tìm để đổi là rất là mất công. Rồi lên luôn những mã này là mã nhí xanh đen. Nhí xanh đen nhá. Nguyên nói con này mà chị em mình mua. Nguyên nói là riêng cái dòng Lan Nhung này bèo nhất chị em mình sẽ mua với giá là 125.000. Bèo là 125.000. Nói thật sự luôn ý. Dòng này người ta ra mà đi nhập phổ sỉ, nếu bình thường mà đi nhập sỉ giá bình thường ấy là cũng bèo 80-90.000 rồi. Cho cái mã Lan Nhung này nè. Chị nào mà hai đang bán online thì chị em mình biết. Lan Nhung là bèo nhất người ta bán cho em 125.000. Đấy, Nguyên bán tặng luôn cho chị em mình 79.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã là mã nhí xanh luôn dùng nguyên nhá, màu xanh đen, size 57-58 cái độ về là chị em chút đẹp. Chị nào lấy nhí xanh đen chút nhí xanh đen. Rồi lên luôn dùng mã này, màu này màu lạ đi. Màu lạ này, con này đẹp. Xanh đen nhí size 1. Không có size 1. Nhí không có size 1. Nhí không có size 1 cái chị Cẩm Liên ơi. Trời ơi đây, quay cận luôn cho chị em mình cái màu. Cái này có 3 cái thôi. Thấy màu chưa? Lạ chưa? Comment mã màu lạ dùng nguyên nè. Toàn bộ cái này là Lan Nhung nhé chị em mình nè. Đấy chị nè, cái này toàn bộ hàng này là hàng có thương hiệu rồi. Chị nào lấy cái này lên chung mã lạ dùng nguyên nhé. Ba cái màu lạ size chị em mình 57-58 cái đổ về là chị 60 em chung ký vừa không? Không, size 2 mà, ông đang lên chị em mình size 2 mà. Size 2 màu lạ cho Hương dạ, Duyên Hải Nguyễn. Cho Hoàng Phúc nè, Duyên Hải Nguyễn Thu Phượng. Duyên Hải Nguyễn Thu Phượng. Thu Phượng toàn là bông đẹp thôi. Thật sự là Nguyên không mở ra chị em mình xem thôi. Đây con nữa là ba con là hết nè. Ba con là hết nè. Rồi sắp lên đây chị em xem ba. Một lạ Dương Thì. Hết lạ rồi. Rồi đây này của ai? Mẹ mới vừa đọc xong ba người luôn mà ba. Hoàng Phúc, Thu Phượng, Dương Hải Nguyễn. Để ý kỳ chứ không mà tới lúc khách kêu là chốt rồi mà không có thì là mất công mất lòng lắm. Cái này mã 1 luôn dùng nguyên, cái này có 1 bộ thôi. Mã này có 1 bộ thôi. Em mở lại gần luôn cho chị em mình xem cái họa tiết của nó. Dục xuống có bộ mà mẹ nói. Comment mã này là mã 1 này. Đây nè, quay cận luôn cho chị em mình nhìn cái phần gân ở trong này. Đẹp không? Toàn bộ cái này là Lan Nhung nhá. Chị nào lấy cái này lên xuất mã số 1 luôn dùng nguyên này. Mã số 1 nhá. Mã số 1 này, chị nào lấy mã số 1 size này là toàn bộ đang lên chị em mình là size 2 nhá. Toàn bộ đang lên chị em mình size 2, Nguyên sắp lên cho chị em mình size to rồi nè. Size này là 57-58 cái đổ về là chút đẹp. 57-58 cái đổ về thôi. Rồi lên luôn những mã số 1 luôn dùng nguyên. Rồi mã số 2, toàn bộ là hoa đẹp hết nè, chị em mình nhìn cái hoa này. Đẹp chưa? Mã số 1 cho chị Dương Thúy. Dương Thùy. Chia sẻ luôn dùm em nhé. Đây nè. Quay luôn cho chị em mình luôn nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã số 2 đi. Có 3 cái mã số 2 form size này 57-58 cái đổ về là chị em chút đẹp. Mã 2 nhé. Ai lấy mã 2 chút mã 2 luôn dùng nguyên. Size 2 luôn. Mã 2 có 3 con, hết size 3 rồi đó. Rồi size 62 đổ về đây. Chị nào lấy cái này lên luôn mã. Mã 2 đây nè. Mã 2 bị tính căng. Mã 2 cho Thu Phượng này. Ba thấy Duyên Lưu chứ mẹ không thấy Duyên Lưu rồi đấy. Thấy Thu Phượng rồi. Trời ơi có xe lớn đây, em sắp lên xe lớn còn một mã 2. Ok em lên xe to đây, em lên từ xe nhỏ cho nó dễ mà. Xe này nó cho nó dứt xe đó. Còn một mã số 2. Màu này không biết là màu gì. Không biết là màu gì luôn. Nói chung là ở ngoài nó đẹp hơn chị em mình nhé. Ở ngoài chị em mình nhìn ngoài nó sẽ đẹp hơn là chị em mình nhìn vô trong màn hình. Đây nè.
Lan luôn dùng mã đậm đi. Mã đậm nhá. Comment mã đậm luôn dùng nguyên này. Ai lấy mã này lên cho mã đậm luôn dùng nguyên. Duyên Lưu có mã 2 rồi nha. Còn bộ trẻ mình có đơn nhớ lên thông tin dùng nguyên nhá. Mã 2 chị Duyên Lưu có rồi. Rồi lên size 3 đây. Size 3 đây. Mỗi thứ còn size 3 có từng ni bộ đây hả Huyền? Trời ơi. Size 3 có rất là ít đây nè. Được có từng này thôi chị em mình. Được có từng này là còn size 3 nè. À từ từ xanh đen. Nhí size 3 nè cho chị Phạm Tường Vy nè. Phạm Tường Vy nè. Ok Phạm Tường Vy size 3 nè. Rồi lên size 3 luôn dùng size 62 đổ về. Size 62 đổ về. Màu đậm 50kg à. Màu đậm 50kg còn không? Size 1 còn không? Size 1 à. Duyên Hải Nguyễn này. Duyên Hải Nguyễn này. Màu đậm đi à. Của em là có hai không? À. Từ từ. Ủa mà Hương Nguyễn đây không vô chọn mấy mã 3 này. Số 5 không? Size 10kg. Size 1 ấy. Size 1. Size 1. Size 3 vàng nâu tím. Thì cho nè, tím có không? Tím đây. Tôi đầm tím nè. Cho thì trang này. Vàng nâu tím. Vàng này nhá. Thanh Lại Nguyễn. Thanh Lại Nguyễn thì trang. Thì trang. Ủa chị Hương Nguyễn sao không vô ấy? Hương Nguyễn đâu rồi? Ba, từ từ xây ba. Chị Thanh Tâm ơi màu chi đó? Màu xanh đen à. Xanh đen của chị màu chị Thanh Tâm. Xanh đen, xanh đen. Xanh đen mã hoa nhí à. Hoa nhí nhà này nhé. Nhá cái này chị Thanh Tâm nhé. Cái này nha. Thanh lanh Tâm. Lanh ngắn. Thanh Tâm nè. Lanh ngắn gì ơi. Cho chị Ngô Bảo Châu con này. Ngô Bảo Châu này. Vàng hết rồi. Nó đỏ hết rồi. Tím cho chị Nguyệt Phạm. Ui bên này có màu tím size 3 nè. Tím cho Nguyệt Phạm này hết vàng rồi. Thứ ba lấy vỏ hết rồi. Hương Nguyễn không biết ở đâu rồi. Xanh lá hết rồi. Xanh lá cho chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn sao chậm quá. Nguyệt Phạm à. Xanh lá đỏ hết rồi chị. Ờ Nguyệt Phạm. Vâng, tháng Nguyệt Phạm. Vàng với đỏ à. Không có đỏ nghe. Màu hồng cam. Ở đâu? Vàng đâu? Đỏ. Tím cho chị kìa Hương Nguyễn. Tím nè. Hương Nguyễn Thanana nè. Rồi để con lên cho dạy mình từng màu cho nó dễ đi. Comment mã lá vô nguyên này. Hai cái lá này. Xanh nhạt với đỏ rồi. Xanh nhạt, xanh, xanh nhạt. Nhạt với đỏ. Có trang. Xanh lá thôi. Tiếng thôi để con lên cho dạy mình từng màu đi. Chị em mình lấy như thế không biết đường chốt. Đây, em đang mang đây này. Cái này là bộ này là bộ lanh nhung nhá. Bộ này là bộ lanh nhung này. Nguyên đang mang là size nhỏ nhất này chị em mình. Nhưng mà cũng còn rộng. Đấy, tím còn trời rộng. Ơi, Ngô Bảo Châu. Ở đâu? Ngô Bảo Châu tím à? À. Tím nè. Tím 3X phải không? Ờ, tím 3X đi. Rồi lên luôn dưỡng mã lá vô nguyên đi. Tím trời ơi, rồi đây. Duyên Lưu lá này. Thì có rồi chị ơi, còn một lá này. Còn một lá đỏ, chị nào lấy lá đỏ, comment lá đỏ luôn dùng nguyên nhé. Không biết là cái tình trạng này tới bao lâu rồi. Cứ ẩn comment miết. Nguyên like cũng nản nữa, đừng nói cho chị Duyên Hải Nguyễn. Không có vàng chị ơi, Duyên Hải Nguyễn. Thảo Hiền Vy hình như có rồi phải. Thảo Hiền Vy hồi nãy được màu. Cái này mã 1 đi, cái này có 1 bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã số 1. Chốt mã số 1 dùng nguyên nha. Ai lấy mã lá số 1 comment mã số. Lá hết rồi. Cái này có 1 bộ thôi. Ai lấy mã số 1 comment mã số 1 luôn dùng nguyên nha. Số 1 để chia sẻ lại về phát nữa. Từ này mai có từ này người coi chứ còn mà nó đông nữa thì là chị ăn comment nữa thì thôi là vút đời luôn. Tình Ngô chấm. Chấm làm chị. Tình Ngô chấm làm chị. Chỉ cần một là cái chị. Đây mã số 1 đây. Mã số 1 đây. Ok. Rồi lên luôn những mã hồng cam. Cái này toàn bộ đang lên chị em là size 3 nhé. Chị em mình vào sau để ý nè. Màu hồng cam. Thì có 3 kiểu thôi chị em mình bóc đại. Nói chung là hoa nhí nè, hoa chung nè, hoa to hơn xíu. Thôi nhá, bóc đại. Comment mã hồng cam luôn dùng nguyên. Ai lấy hồng cam comment hồng cam luôn dùng nguyên nhé. Thế là từng này size 3. Hồng cam chi trần. Hồng cam chi trần. Đây này, y cùng một kiểu Nguyên đang mang hết nhé. Đều cùng kiểu Nguyên đang mang hết 79k. Nguyên bán một bộ đồ mà Nguyên có đi ôm hàng công ty sale ấy. Ôm hàng công ty sale cũng lên nhích lên cho em mình vài nghìn. Nhích lên hồng cho em mình vài nghìn. Hương Nguyễn Thanana. Hương Nguyễn Thanana chị có rồi chị ơi. Nên là chị em mình cứ yên tâm là không bao giờ chị em mình sợ bị hối giá. Có đi nhập tận gốc.
Đi ôm hàng sale Nguyên cũng nhích lên vài nghìn, không phải nhiều chỗ người ta ôm được hàng sale vậy người ta bán trẻ mình giá cao. Không chỉ có. Cần có rồi nha. Mình cứ yên tâm. À, còn một hồng cam, chị nào chưa có hồng cam chút hồng cam một bộ cuối cùng. Một bộ cuối cùng hồng cam C3 là hết rồi đấy chị em mình nhé. Một bộ hồng cam cuối cùng. Rồi lên luôn dùng cái mã này. Được hai bộ không em? Ok chị Trần. Chị Trần có bộ. Rồi chị ơi. Màu này là gì đây? Chút mã nhí xanh đi. Mang màu xanh đi cho nó mướt mát đi. Size 62 đổ về. Chị nào lấy cái này lên chút mã nhí xanh 62 đổ về là chị em mình chút đẹp. Comment nhí xanh nha. 62 đổ về. Đấy, ai lấy nhí xanh chút nhí xanh luôn dùng nguyên nhé. Như so ra cái công chị Ngân. Công chị Ngân tháng vừa rồi hồi tối ngồi tính có 13 công chứ mấy. Tháng vừa rồi ra nghỉ nhiều ghê ta. Mình thấy vừa nghỉ với lại làm có nửa ngày mới. Bà nuôi ở bà ngoài đi mô đó chuyện gì. À đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi. Ngồi cộng là công đang thấy chị ơi 79.000. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã nhí xanh xe ba. Lý Nguyễn nha. Chị nào lấy mã này lên chung mã 3 xanh luôn dùng nguyên này. 3 xanh 79. 3 đỏ 79 cả đô thôi nhưng mà cái kiểu này nó tương tự như nhau. Khách nói thật sự hay là chị Trang được hai bộ nhé. Cái bộ đó lại ai cũng hỏi. Người không có nè. Chốt cho chị đi 4 bộ luôn rồi cuối cùng bà nói là đặt xong rồi bé chị không chịu lấy. Chị bà đi rảnh ghê đó. Nguyễn Hoàng Diệp nè. Bao nhiêu người hỏi bộ 49 ca không có, chốt cho bà xong giờ bà kêu là đỏ bông to. Đỏ bông to cho Hương Nguyễn kìa. Không có bông to chị ơi. Chị đang được hai bộ đó mà không biết là sai chi nè. Nhiều chị chốt hàng quần vẫn dễ sợ luôn ấy. Cứ chốt xong cái kêu là chốt giùm người này, chốt giùm người kia, giờ họ không thích nữa. Đấy là lý do của chị em mình thôi. Bán thật sự bán rai, bán ở nhà một năm rồi là gặp đủ kiểu người, đủ dạng người hết. Đủ thứ lý do rồi, nhà có chuyện đồ các kiểu. Tối chốt hàng mà sáng là hết tiền rồi, không còn, không có hàng, không có tiền để nhận hàng. Đấy. Rồi chị nào lấy cái này lên chung mã 3 đỏ nhé, qua nhanh để qua cho chị em mình mã khác. Rồi lên dùng mã 3 màu nhạt. 3 màu nhạt, hàng thì người ta không có thì chốt mà chốt. Bộ 49 em hết rồi chị ơi. Bộ 49 em hết rồi, em không có, chắc là không có để like đâu. Bộ 49 không có đủ để like đâu. Bỏ cái đơn của chị nó ra, cái chi hoàn dịp gì đấy. Cho lại đây Nguyên tặng đi. Hoàn dịp đấy, bán tặng mỗi người một bộ để chị em mình bảo là Nguyên không có hàng. Thực sự là đã chị nào mà nhắn tin trước là đã chốt đây nè. Hẳn 4 bộ chứ đâu phải là ít đâu. Ngày nay mà Nguyên chốt đơn xong còn bao nhiêu tối không lên. Thắng ngô nè, đỏ, đỏ nhí, xanh dương á. Xanh nó xanh nhạt đấy, đây nè, đây nè, bên này nè. Cho thắng ngô nè, thắng ngô nè. Hàng nhà Nguyên toàn bộ là có hàng, đây nè. Đây là bộ 49 của nhà Nguyên nè, để bảo chị em mình kêu là không có hàng. Nguyên về Nguyên chia sĩ hết. Còn bao nhiêu sáng giờ chị em mình comment. Đây nè, đây như thế này chứ đây. Để chị em mình bảo nó điêu hàng có sẵn hết. Mỗi chị một bộ đây nè. Con này chị em lấy 60kg nhé, cái này hàng free size 60kg mỗi chị một bộ, cái này mỗi chị một bộ nhé. Em hết rồi. Comment mã 49 gấu. 49 gấu này, hàng lanh hay xong gấp lại cho ngay ấy chứ khách nhận về mà. Mình gùi cả đóng vô là nó nhào ghê lắm, riêng lanh ấy. Nha chị nào lấy cái này cho chị Duyên Hải Nguyễn bộ này. Hải Nguyễn. Duyên Hải Nguyễn bộ này. Duyên Hải Nguyễn bộ, rồi lên chung mã gấu xanh, đây nè. Duyên thì gấu xanh nè, 49 gấu xanh nè. 49 gấu xanh nè. Đã gấu hết rồi, lên luôn dụng mã cúc và mã caro, 4 bộ thôi. Gấu cho Thu. Gấu xanh nha, gấu xanh. Chốt mã gấu xanh đi cho nó không chị ơi. Không nha. Comment mã gấu xanh. Gấu xanh cho chị Liên Nguyễn. Bộ vàng Nguyên có nha chị Minh Nguyệt ơi. Gấu xanh nha, ai lấy gấu xanh. Hai là hồi đó đừng có up lên trang cá nhân để like chắc cho nó khỏe. Caro cho thắng Ngô. Caro cho thắng Ngô. Caro cho thắng Ngô. Cúc cho chị Nguyệt Phạm. Cúc cho chị Nguyệt Phạm. Tối mà nếu như mà chia hết còn ấy thì là Nguyên sẽ lên cho chị em mình nhé. Cho chị Nguyệt Phạm. Rồi 49 ca. Lên là ai cũng đặt mấy cái ly này đều hết rồi. Còn cái mã chị còn gì? Mã chị còn gì? Cho Nguyên lên.
Lên luôn dùng mã nail vàng nó đi kìa. Nail vàng đi. Hết rồi nha. Đây, lên mã nail vàng này đi. Hết rồi chị ơi. Chị ơi, 60 kg đổ về là chị em mình chúc đẹp hàng này, hàng for resize. Toàn bộ cái này là Nguyên quay cặn luôn cho chị em mình xem chắc rồi, Nguyên chụp toàn bộ hình là Nguyên tự chụp hết. Đấy. Đây là chị em mình cứ yên tâm mà 49.000 đảm bảo luôn, chị em mình đi sỉ con ra được, Nguyên bình thường Nguyên nghĩ không ra giá sỉ 49.000 ấy. Nail vàng 49. Đây nè. Hãy nhanh cứ mình đây. Thanh Tâm nè. Phượng Lê nè. Phượng Lê nè. Không lúc này lúc kia à. Phượng Lê nè. Phượng Lê không giấu. Phượng Lê nè. Chị ơi lên cho em cái số điện thoại với chị Phượng ơi. Tại vì là khách nhà em Phượng Lê nhiều ấy, cái chị Liên Nguyễn. Liên Nguyễn hình bé. Khách nhà em Phượng Lê nhiều, em sợ bị nhầm ấy. Chị lên cho em cái số điện thoại nha. Ok rồi. Cái nào vừa resize 60 cái chị em vẫn là ok. Chị Tiết Ngô hồi sáng là chị Tiết Ngô là 68 cái à? 69 cái chị mang được không? Mang vừa. Đi vào cái đầu à, người. Ê, Diệu Nguyễn cũng Diệu Nguyễn này. Diệu Nguyễn này. Hoàng Phúc nè. Em thấy gì Trâm Như chị ơi? Cho chị Thúy Phan. Ghi cái số điện thoại của chị Phượng Lê lại nha. Ghi lại số điện thoại của chị Phượng Lê, không lại lộ không, nhưng mà biết là quen, toàn bộ khách quen đấy, nhưng mà tên trùng nhiều quá kìa, chị sợ bị nhầm. Vàng cho chị Nguyệt Phạm, vàng Nguyệt Phạm này. Nguyệt Phạm còn hai cái cuối cùng, mã nail 49.000. Trời ơi, chị nào chưa có nail chút nail luôn dùng đi nhá. 40-60 chị em mà chú ok. Từ 40 cho chị vàng 60 ký em. Rồi ok. Thêm à, thêm một bộ vàng ok. Chị Liên Nguyễn và chị Phụng Lê. Liên Nguyễn và Phụng Lê. Liên Nguyễn và Phụng Lê cho lên cái này luôn. Chút mã D luôn dùng Nguyên. Cầm em mã D. Còn hàng nó tính là chưa không like, nên là Nguyên kêu là Nguyên up lên. Hết rồi nha. Hết nha. Hết rồi nha. Tính là chưa Nguyên không like, nên là thôi up lên để chị em mình đặt. Để có đơn thì chị em mình đi đơn luôn. Mà cuối cùng like. Chị em mình đặt nhiều quá không ấy được. Hết bộ vàng rồi chị ơi. Hết rồi nhá. Đây xuống mã này là mã D xanh. D xanh 49. Liên Nguyễn hình bé. Đây là bộ xanh như bộ mới. Comment mã D xanh. D là đi ô đấy. Cho nó nhanh đấy. Comment mã này là mã D xanh 49. Được có từng này bộ nữa thôi là hết nè. Ai lấy mã D nè. Hết mã D luôn rồi. Comment mã D xanh luôn dùng Nguyên. D xanh 49, chị nào chưa có D xanh, bộ vàng này em hết rồi nhá. Comment mã D xanh 49k. D xanh cho chị Thúy Pha. D xanh Thúy Pha. Ai chưa có D xanh chút D xanh luôn dùng Nguyên nhá. D xanh Thúy Pha rồi. Dương Thúy nè. Dương Thúy, những cái bộ này nhớ xạ nghe, nhớ duỗi thẳng ra nghe, chứ không là khách nhận hàng về nhà quá nhìn nó không có. Mất thiện cảm đi. Xanh cho Hương Nguyễn Thanh Anna. Hương Nguyễn Thanh Anna. Rồi chị nào chưa có D xanh, chút D xanh luôn đi nhá. Sao chị em mình một mã này cho chị Phụng Lê. À không, Thi trước. Thi và Phụng Lê nữa hết. Thi và Phụng Lê nữa là hết D xanh. Phụng Lê. Phụng Lê nè. Hết D xanh. Hết D xanh. Rồi lên luôn những mã này là mã nâu. Ui. Cái này không chụp hình nè. Ê Thu Hiền đã soạn chưa? Thu Hiền xanh á. Soạn hết chưa? Bỏ lại đi. Bỏ lại đi. Comment mã này là mã nâu. Ai lấy nâu comment nâu dùm đi nhé. Nguyễn Thanh Anh à. Được rồi. Hồi nãy đặt không có à? 40-60 chị ơi. Nâu có. Ok, chị nào lấy nâu chút nâu luôn dùng Nguyên này. Đẹp chưa? Giống như là in 3D nè. Trời, cái này thì trẻ trung. Cái này thì mang trẻ trung. Chị nào lấy nâu chút nâu luôn dùng Nguyên này. Nâu con 60 Nguyễn chị em vẫn mang được nâu nha. Nâu cho Hà Nguyễn và Nguyễn thì Bích Thiệp à.
Hà Nguyễn Vàng. Hà Nguyễn Vàng. Cái gì canh như trời ơi, em mày quê từ sáng giờ ấy. Cho em hả? Thôi lên cái mã bộ nó đi. Cho lên cái khoác nắng lanh nhung này nè. Để chị em mình chia sẻ là chị em chốt nhá. Cái nào mà chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Mặc được phải lớp hai bên này. Mặc được hai bên mà. Cả hai mặt đều xài được hết. Ở ngon người ta bán cho chị em mình con này 150-180. 3 kg, 1m56 vừa không em. 1m56 63 kg được. Chị ấy là 69 kg nhưng mà cái ngực chỉ hơi to. Nâu em hết luôn rồi. Comment mã này là mã nắng cho Nguyên. Thế lúc xả lại bà đó 1m4, 1m5. Không vừa. Số 2 mét rưỡi làm rằng vừa trời. Số 2 cái 1m5 tưởng chừng là nó nghĩ là nó to cỡ nào. Sao vừa được? Phải tùy chứ. Thường 1m5 là mày. Body hay body len? Thiệt cái chứ. Khoác nắng bé đẹp mà rẻ. Trời ơi. Có chị ơi. Trong nén không em. Chốt đơn qua trang cá nhân hay qua pet. Diễn Nguyễn ơi, trang cá nhân của Nguyên mở rồi nhưng mà like không được thôi. Chỉ like không được thôi chứ còn cũng chốt đơn được, nhắn tin được, rep được. Cái này là xài được cả hai mặt dùng Nguyên này. Được chưa? Lên bán tặng, cái này cũng bán tặng trên like thôi. Cái này tầm khoảng 15 con nữa là hết. Tầm 15 con. Chị em mình thấy nắng lanh mà hai lớp người ta bán chị em mình giá bao nhiêu, nó chị em mình đi mua ấy. Rơi vào tầm khoảng nếu rẻ rẻ là cũng 150.000. Rẻ thì cũng 150.000 một con và chị em mình xài được cả hai bên nhé. Cả hai bên, form chị em 60 đổ về. Có tặng kèm khẩu trang. Tặng kèm khẩu trang nhé. Chốt mã này lên chung mã nắng hai lớp luôn dùng nguyên hộp tối khách hỏi cái này nè. Mà cái này thực sự không up lên trang cá nhân luôn. Không up lên trang cá nhân luôn nhá. Chốt mã này lên luôn dùng mã tặng 125. Cái này là màu xanh than. À không, có màu xanh than. Cái này toàn bộ là nền đen hả Huyền? Mình còn nền đen đúng không? Nền này là nền đen hết chị ơi. Toàn bộ là nền đen. Em bán luôn cho chị em mình 125.000. Xanh than là cái cánh bướm này nè. Xanh than cánh bướm mà còn, cánh bướm còn. Cánh bướm còn. Hết rồi chị ơi. Hết rồi nhá chị Hương ơi. Hết rồi. Lên luôn những này. Bỏ cho chị Thu Huyền màu nào cũng được, bóc đại thì được chị nha. Ừ, chống nắng bé xíu nữa cũng lên. Không phải Thu Huyền rồi, cái chị Thu Huyền ngồi ấy. Màu nào cũng được thì là em bóc ngẫu nhiên đi, giờ mà nhắn qua nhắn về nữa mất công. Đấy, ưng chốt hẳn trên like là nó khỏe, là có cái là chốt chị em mình chốt trên like. Cái sau á chị em mình cứ nhắn tới. Đây này Nguyên mang cái bên thứ hai luôn cho chị em mình. Mã này Nguyên lên bán tặng luôn cho chị em mình, mã này là mã 125. Có cái cả mã nơ nữa, cái này có 2-3 họ họa tiếp luôn. Bộ trên người em còn không? Dạ còn đấy chị Kim Chi Nguyễn ơi. Hai bên chị em mình đều xài được hết 125.000. Chốt mã này lên chung mã nắng 125. Cái này còn tầm khoảng 15 con là hết. Bán tặng toàn bộ, bán tặng trên like thôi. Xài 60 kg là chị em mình vẫn mau ok. Và chia sẻ phát nữa nhé. Bán tặng cho chị em mình 125k. Nắng 2 lớp, lanh 2 lớp 125. Chị nào lấy nắng lanh 2 lớp, chốt nắng ra 2 lớp. Cái nắng bé con nó thật sự là ôi là quá, ôi là rẻ luôn. Cho chị áo nắng em mang. Ok mà chị Thu Hiền cơ. Thu Hiền cơ. Không chị ơi, bóc ngẫu nhiên thì được chứ còn mà giờ mà chọn nữa em chịu luôn. Tính là hồi sáng up lên là bóc màu ngẫu nhiên mà Nguyên không để ý. Thu Hiền cơ 125. 125. Vì là Nguyên bán 49k là bán tài ngẫu nhiên mà cứ còn không để ý. Đây nhà soạn, ở nhà soạn theo ấy của chị em anh thấy. Cái gì ta? Cái váy nó xe nhỏ cho Nguyên tặng luôn đi. Cái xong lên áo chống nắng cho bé. Chấm chấm lên luôn dùng Nguyên nha chị em mình ơi, chấm tương tắc. Hả? Không, cái chân váy nhỏ nhỏ nó còn mấy cái bán tặng đi. Tặng đi. Cái này có bao nhiêu con? Còn size 45 kg đổ về. Size 45 kg đổ về toàn bộ hàng Quảng Châu hết. Một cái là chị em mình nhỏ con, hai là chị em mình mua về cho bé nha. Lưu ý luôn dùng nguyên con nè. Một là chị em mình nhỏ người, hai chị em mình mua về cho bé.
Hàng này đang bán rẻ, mình đang sale là 59k và hàng Quảng Châu. Bộ em đang mang là 79 đấy, chị nào hồi nãy hỏi thì chốt nhé. Lên luôn cho chị em mình con này luôn. Ôi cái này quần người ơi. Quần á. Có thể lộn, có lộn quần không? Bán tặng luôn cho chị em mình, riêng con này quần thì 50 kg qua đầu là chị em mình chốt đẹp. Quần là 50 kg qua đầu là chị em mình chốt đẹp nhá. Bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn. 39.000. 39.000 luôn Dùng Nguyên nhá. Size này dành cho những chị em mình 50 quay đầu là chị em mình chốt đẹp. Comment mã quần tím chống nắng màu xanh than để chị đi đơn nhá. Chờ hồi không thấy em úp à, màu xanh than cái nơ này sợ cái nơ này này. Quần cho chị thanh thương nơ này đâu, cái chống nắng teo á ba kìa, cái váy chống nắng teo ba kìa. Thanh thương ok này. Thanh thương 39k. Chị Thu Hiền ơi, tí xíu nữa chị nhắn qua cho em đi, giờ em like mà chị cứ hỏi tới em đâu có biết đâu. Ok chị Thanh Thương lên thông tin. Đây màu xanh than nơ đây nè. Còn quần tím à? Quần tím còn chân váy thôi. Quần còn chân váy thôi. Đây này chị Liễu Sầu Đời nhá. Mã này, chị nào lấy cái này lên cho mã nơ dùng nguyên nhá. Nơ cái này là màu xanh than. Bán tặng cho dễ mình trên like, nhưng mà chốt thì chị nào chia sẻ thôi, lên chị em mình 125.000. À cái tập gì hả? Không có hết rồi chị Thu Hiền ơi, chị lấy sau là hết rồi. Toàn bộ nhân viên em chốt cái từ trên xuống dưới. Còn một xanh thang thôi. Xanh thang có đấy. Cái tập gì ấy, cái quài chống nắng ấy. Trời ơi, cái quài chống nắng của người ta mà kêu cái tập gì. Rồi lên luôn dùng cái này, size này 45kg đổ về. Mắc gió gửi mày. 45kg đổ về, toàn bộ ở trong là nó có quần hết nhá. 45 đổ về thôi, bán tặng luôn kìa em mình nói con này luôn. Nãy ai quần nữa? Hồi nãy ai quần tím nữa? Tím thì Nhi Trần. Chị Nhi Trần chia sẻ đi chị ơi. Bà Chí nha. Chị Nhi Trần chia sẻ đi. Hàng toàn bộ hàng mua hàng sale mà cứ tiếp một lượt chia sẻ. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Comment mã này, mã váy 39k bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Váy 39k nhưng còn size này dành cho chị em mình 45 kg đổ về là chị em mình chốt đẹp nhá. Chốt mã chân váy toàn bộ ở trong có quần. Con này là hàng Quảng Châu. Con này là hàng Quảng Châu nhá. Rồi tiếp luôn cho nguyên mã áo chống nắng cho bé. Váy tím thanh tam váy được không? À, váy đấy. Nào cũng được đó. 39k nó còn một size. Cho Vivi Nguyễn. Thanh tam Vivi Nguyễn. Em hết nhé chị Thiên Phạm ơi. Ủa chị Thiên Phạm có đơn Nguyễn chị không thấy lên lấy à? Không. À, lúc có đơn rồi chị báo nhé. Có đơn rồi chị báo. Rồi chị nào lấy mã 39, chút mã 39 luôn dùng nguyên nhé. Comment mã 39k luôn dùng nguyên. Tiếp con sẽ lên luôn chị em mình mã này. Bao nhiêu chị em nhận cái mã này rồi viết phép luôn dùng nguyên cái này. Nó có quá rẻ không? Nó có quá rẻ cho cái mã này không? Cái này cũng còn được SO. Có 3 màu nào thì còn màu chi nữa ta? Còn màu này nữa. Ừ. Thôi. Hai màu hồng, một màu hồng đậm nữa. Không đậm ra 4 màu. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái mã này. Dạ chị ơi, áo chống nắng cho bé đây. Có váy chống nắng cho bé và có cả người luôn. Có cả người nhá. Cho em đổi cái quần 39 lấy cái váy. Chị ơi, chị chốt cái chuẩn vô 39.000 mà chị em mình đổi qua đổi về là chịu. Cho chị Nguyễn Tâm cái hồng. Em có hai màu hồng nhá, hồng đậm và hồng nhạt. Đây nè. Nhưng mà hiện tại cái này Nguyễn có size dành cho bé 28 đổ về thôi. 28 ký đổ về thôi nhá chị em mình nhớ luôn giùm Nguyên. Con nặng lên chị em mình mã tặng 49k. Nếu như ấy là chị em mình có bé trai là chị em mình lấy tông màu này. Nếu như là con trai là chị em mình lấy tông màu này. Hàng này là hàng công ty nhá. Hàng Minh Hằng, hàng mít này. Chị cái hồng 15 16 kg. Ok. À từ từ, em đổi sai bộ giúp chị chưa em? Đổi sai bộ là như thế nào ta? Có chị ơi, từ 12 đến 28 kg là có sai. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng ngân màu kèm luôn những số ký đi là được. Nha, màu kèm số ký lên bán tặng luôn cho chị em 49.000. Và đảm bảo giá này, không có người ta bán, không ai bán cho chị em mình giá này luôn. Hàng mà hàng xưởng ấy
hàng xưởng ấy người ta cũng không bán cho em mình giá này. Trong khi đi luôn cho chị em mình chạy ha, em mình hàng là hàng công ty, ghi cho chị Nguyễn Tâm Hồng Nhạc xây 15 kg, Hồng Nhạc xây 15 kg. Ghi à? Hồng Nhạc, thôi cái nó ba ghi đi. À, chị ơi, lên luôn dùng nguyên đọc cái màu nè, hồng đậm nè, nguyên có luôn cho chị em mình hồng đậm nè, màu xanh nhạt nè, hồng nhạt nè và xanh ngọc, 4 tông màu. Chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên, nhớ cả luôn dùng nguyên cả số ký nha, màu kèm số ký luôn dùng nguyên là được. Có nắng dài chị ơi, từ từ chờ xíu, dài, hàng công ty mà, chị em mình cứ nhận hàng con này về coi, bao chắc luôn cho chị em mình luôn, 49k. Nguyên bán hồi nào giờ bán áo chống nắng mà chị em còn phải lăn xăng cái gì. Muốn nói thật sự luôn, hàng này là hàng công ty. Đấy, Nguyên đọc lại cho chị em cái màu nè. Chị em mình lên luôn những màu kèm luôn dùng nguyên số ký nhá. Nhưng mà 35kg em hết rồi chị ơi. Cái này không có 35kg, cái này còn đến 28kg thôi. Từ 12 đến 28kg. Rồi từ 2 bộ 109M. Đổi gộp cho. Chị ơi nhắn tin qua cho em đi, em không có ấy trên này được. Giờ không nhớ được đâu chị nha. Nhắn tin qua cho em đi. Cho chị VV Nguyễn đi, 12kg. Được rồi. Phương Lê. Cho chị Phương Lê Hồng Nhạc xây 17kg. Chị em mình cứ thử mua một con đi. Về chị em mình kêu ừ sao lại không mua cho đứa này cái, đứa kia cái. Vì cái này nó quá là rẻ đi, 49.000 một con. Bằng chị em mà đi mua hàng xưởng, mà nhiều khi hàng xưởng người ta cũng không bán cho chị em mình giá là 49k con. Đấy, hàng này là hàng xịn, nó xịn. Một xanh nhạt 25kg. Ờ ok. Xanh đậm á. Xanh đậm xanh nhạt. Thế hai màu xanh đấy, hai cái màu xanh đấy, xanh ngọc với là xanh nhạt, xanh ngọc xanh nhạt, 49k nhá. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên cái này đấy, quay cận luôn cho dễ mình xem, chắc nó đẹp hơn cái mã mà của 69k người lớn hàng một lớp. Cái vải này nó giống y cái vải mà chị em mình đã mua con áo chống nắng một lớp của Nguyên mà lộ 101 ấy, là cái hàng đẹp hàng xịn ấy, dài cho bé có dài à. Y như thế này không dài hơn đâu chị ơi, không có dài hơn nhé chị Nam Anh ơi nha. Bộ em đang mặc có mặc mã gì á, bộ em đang mang là 79k, 45kg không có. Xanh nhạt cho chị Diệu Nguyễn, xanh nhạt 25 cho chị Diệu Nguyễn, xanh nhạt 25 cho chị Diệu Nguyễn, 28 cho chị Trịnh Trịnh Châu Tâm ơi, lên thông tin cho em chị ơi, lên thông tin trên live giùm em với nha, không có thông tin là chị không chút được. Cái chày lấy cái tông màu này, thấy các mẹ hay mua cho con trai là màu này, màu này con trai con gái gì mang cũng được hết. Chị nào lấy cái này lên chung mã xanh nhạt luôn dùng nguyên nhé. Riêng cái màu này bé trai bé gái đều mang ok hết. Nên là chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng mã này. Ờ, nắng dài là cũng từng này màu phải. Màu đó, không có xanh nhạt. Rồi, lên luôn dùng nguyên nắng dài. Rồi nhá, qua nắng dài luôn dùng nguyên này. Cái này nắng ngắn nha. Cái này là nắng ngắn 4 màu. Rồi nắng dài cũng lên chị em mình 59k. Dài 59k thì cái này cũng sẽ có size cho bé đến 3, còn size đến 30kg thôi. Nhưng mà từ 18 độ lên, nhà 16 độ lên, 16 độ lên tới là 30kg cho cái mã nắng dài. Nắng dài là 59.000. Trời ơi. Nguyên nói là người ta không bán hàng xưởng, người ta đã không bán cho em hàng giá này. Cái nào mà nói hàng công ty chị em mình tranh thủ phát đi. 59.000. Chị nào lấy cái này lên chung mã 59k kèm màu, kèm luôn dùng nguyên cái số ký nhá. Nguyên có xanh ngọc, xanh nhạt. À quên, xanh ngọc, hồng đậm và hồng nhạt. Ghi 59k luôn dùng nguyên đi chị ơi, cho chị Nam Anh ba lặt qua bay ghi mã 59 đi, mã 59 cho chị Nam Anh là 19kg hồng đậm, cho Thu Phượng hồng đậm 28, 59k nhá, cho Sang Sang nữa chị. Nhiều chị comment thấy bắt mệt luôn. Ở trên thì đang là áo chống nắng ngắn đặt xong rồi, xuống lại bảo là áo nắng ngắn mình có rồi. Thu Phượng ơi, mình lấy nắng dài là 59 nha, ngắn là 49 và dài là 59 để bị nhầm ấy. Ok Thu Phượng. Ok chị Hoàng Phúc, Hoàng Phúc là mã ngắn nha. Qua mã này nhé. Chị em mình coi like, chị em mình chút chuẩn luôn dùng nguyên với cái đỡ tới rồi lui là rất là mất công luôn. Rồi, nhiều khi là không ấy đổi mất công nó rồi mà còn nhầm hàng nữa. Nhầm nữa. Ok. Là về luôn phải. Ok. Hồng Na Bùi kìa, Hồng Na Bùi 59. Chị em cứ lên luôn dùng nguyên là 59 hoặc là 49 là Nguyên đã biết là chị em mình mua áo nắng ngắn hay áo nắng dài rồi. 59 hoặc là 49 là được nhá. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng cái mã đó. Lên nữa không chị em mình ơi.
Thêm tí nữa hả? Có mấy cái bộ lanh đẹp này. Lanh nhung á. Lanh nhung còn mấy bộ màu đỏ bác tặng. Ok chị Nam Anh. Ok chị Nam Anh nha. Rồi lên luôn những cái này 55kg đổ về. Comment mã này là mã ong. Cái này là lanh nhung nha. Cái này có up lên trang cá nhân hôm bữa rồi nè. Mã này thì đang lên 79 nè. 79 này 75. 75 đúng không? Rồi ok. Lên luôn dùng cái này 55-57kg đổ về. Comment mã này là mã ong đỏ luôn dùng nguyên này. Ong đỏ nha. 55-57kg đổ về nguyên còn mỗi màu đỏ thôi. Còn mỗi màu đỏ nhé. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn cái này. Ong này, nhưng mà không phải là đỏ rực. Cái này toàn bộ là hàng có họa tiết hết. Bán tặng luôn cho chị em mình nó 65k. 65k nha. Chị Sang Sang có rồi. Ba cái chơi lợi hồ thị này. Sang Sang, Hương Nguyễn này. Ok chị Trịnh Châu Tâm. Ok Trịnh Châu Tâm. Rồi lên luôn những mã này là mã ong đỏ 65k gọn luôn. Size 55-57kg đổ về. Con này là hàng lanh nhung nha chị em mình ơi. Hàng lanh nhung. Toàn bộ này hàng hàng lanh này, hàng lanh có thương hiệu rõ hết. Đấy chốt mã này lên cho mã ong vàng. Được hai con ong vàng. Chị nào lấy ong vàng chút. Ở quên sao đây chị em. Ong đỏ. Ong đỏ hai con. Ai lấy ong đỏ comment ong đỏ luôn dùng nguyên nè. Ok chị Sang Sang. Có khoác người lớn không? Dạ có chị ơi. Khoác người lớn em rất là nhiều. Khoác người lớn em rất là nhiều. Khoác lớn hàng một, hàng một lớp 69. Hàng hai lớp là 139.000. Rồi lên luôn những mã này là mã B. B nhá. Ai lấy mã B comment mã B luôn dùng nguyên. Ok là Hồ Thị. Chốt mã B luôn dùng nguyên nhá. Này lên luôn cho chị em mình là 65k luôn. 65k B. Ai lấy B chút B luôn dùng nguyên. Xong cái này lên chị em mình nắng dài. Nắng dài người lớn nhá. À nắng người lớn nhá. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Cho nguyên một mã nắng trong kia thì trong kia luôn. Đây ráng xíu nữa chị em mình nhé. Rồi lên cho mã B. Con này là hàng lanh nhung, size dành cho chị em mình 55-57kg đổ về. Bán tặng nó luôn cho chị em mình luôn cái này. 65k nó. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã này là mã B nhé. Được hai con B này, một con LV cùng một size hết. 59k xanh nhạt. Ok chị Lợi Hồ Thị em có rồi này. Em thấy chị Lợi Hồ Thị rồi nhé. Rồi cho lên mã áo chống nắng này. Trong từ cái xe S đi. 52kg quay đà. Ở cái màu xanh của vịt. Xanh của vịt còn nhiều. Chữ là xe S rồi đúng không? À, xe mờ nhiều. Xe mờ nhiều à. Rồi lên luôn dùng cái mã này. Ông đỏ là con mờ đấy. Ông đỏ hả? Nhìn mà không biết con ong đây thôi luôn. Rồi lên luôn dùng cái mã này. Toàn bộ là hàng xịn đẹp hết nhé. Bán tặng luôn cho chị em mình mã này là mã 69. Ông đỏ cho chị Trần Thị Kim Thoa. Trần Thị Kim Thoa. Trần Thị Kim Thoa. À quên 65.000, sau đây chị em mình 65.000 nhá. Rồi tiếp luôn dùng cái mã này. Trần Thị Kim Thoa. Hàng đó là hàng bán 75 đây. Hình như cái mình không hợp màu đỏ. Màu vàng mình bán được. Màu vàng ai cũng thích màu vàng. Màu đỏ lên đẹp mà. Đỏ mà đỏ họa tiết mà. Rồi lên luôn dùng cái mã này. Comment mã này là mã tặng 69k luôn. Dùng cái này đầy đủ size số đúng không? Riêng cái màu này Nguyên có đầy đủ size số B. Nhá. B đấy. B cho chị Trần Thị Kim Thoa. B Trần Thị Kim Thoa. Comment. Ok rồi à, ok chị Dương Thúy chị có rồi chị ơi. Chị có rồi nhá. Rồi tiếp luôn dùng cái mã này. Comment mã này là mã vịt đi. Chốt mã vịt nhá. Chị em mình từ 40-65kg là chị em mình có size cho cái mã này. Bán tặng luôn cho chị em mình là 69k nha. Con này toàn bộ các năm thì đều bán cho chị em mình 135.000 con. Nhưng mà nhớ luôn dùng nguyên vẫn là hàng loại một hết. Hàng loại một hết chị em mình về cứ nhận hàng kiểm tra hàng luôn dùng nguyên.
hàng nếu chị em mình mua hàng loại 2 nhiều khi là chị em mình mang bỏ vô máy giặt giặt nước 2 nước nó sẽ bị xù lông ra, bị xù bị xước. Còn cái này khách nhà nguyên mang tặng mấy năm, nhiều khi khách một cái lên nhà cái là vẫn biết là con nè, con áo này chị mua của em bữa giờ mang cách đây 2 năm, tại vì cái này riêng áo chống nắng bán mấy năm rồi đấy. À, ok rồi nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã xanh Việt tặng 69k nhá. Xanh Việt 69 từ 40 đến 65 ký là chị em mình có size cho cái mã này. Được chưa, chị nào lấy mã này chốt mã xanh Việt, cái này là khoác của người lớn. Khoác lớn nhá. Chị nào chưa có xanh Việt chốt xanh Việt luôn dùng nguyên. Cái cặp quần á lẽ. Cho lên cặp áo đi, hồi nãy giờ không có thun. Đây này, cặp áo trắng kia bên này nè. Cho lên tặng đi, bán tặng đi. Chị Minh Tâm Trần ơi, chị lên cho em số ký đi. Có số ký mới chốt được chứ, hàng có size mà. Hàng có size mà, có thun rồi. To đúng không? Ừ, con bự, đây nè. Cái này cho cùng kiểu à. Cùng kiểu nè. Chị ơi, chị Minh Tâm Trần ơi, lên cho em cái số ký với. Cái này nam mang được, nữ mang được, hàng này hàng có tông tàu. Hàng có tông tàu nhá, 65 ký vẫn mang ok. Nè, chị nào mà có chai to, chị nào có chai to, chai to gái lớn chị phát hết con này mang ok hết. 65 ký vẫn mang ok. Nguyên bán tặng nhé. Giá bán tặng nên là chị em mình cố gắng chốt cho chị nào chia sẻ nè. Chốt cho chị nào chia sẻ. Ông đỏ có rồi mà ta. À, xanh Việt 53 ký cho chị Minh Tâm Trần. Lấy CM cho chị Minh Tâm Trần, CM cho chị Dương Thúy. M Minh Tâm Trần, CM Dương Thúy. 69k một con áo nè. Nguyên nó bao rẻ luôn. Giá này giá bao rẻ nhé. Rồi lên luôn những mã này. Cảm ơn, mã này là mã tặng 29.000. Trời ơi, hàng thun có tông tàu nha, chắc đã luôn. 65kg vẫn mang được. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 29.000. 29.000 nhá. Chị nào lấy cái mã này lên nhanh tay luôn. Những mã này là mã tặng 29. Không bao giờ có giá này đâu chị em mình ơi, trừ khi là nguyên xã. Chị nào lấy mã này lên cho mã 29 nè. 29 trắng. 29 trắng nè. 29 chữ đen nè. Con này 65kg vẫn mang ok hết nè. Ai bán chị em mình con này giá 29.000. Và hàng thun có tông tàu nhé. Còn hàng thô hoặc khô thì 29 cao nó không nói rồi. Cái này nam mang được, nữ mang được. Chốt mã này lên cho mã chữ đen 29k gọn luôn. Chị nào chưa có chữ đen còn mang chữ đen luôn dùng đi. Bỏ lên cho mã ba, bỏ bớt cái điện thoại lên đấy. Comment mã chữ đen 29k luôn. Chị nào lấy chữ đen, chốt chữ đen 29k luôn dùng đi. Trời ơi, không để tối view đông đông tốt trước bán tặng tiếp quá. Mà view ít nè phải like lại đó. View ít chốt không hết thì phải like lại đấy. Các bạn lấy cái điện thoại đi ra. 29 ba kìa. Cho chị Duyên Hải Nguyễn, chị Người Lê kìa. 29 trắng hay 29 đen? Trắng, Người Lê. Duyên Hải Nguyễn trước. Chị Thiên Phạm ơi, chia sẻ lên giùm em cái đã. Chị em mình mua hàng sale mà mua coi like gần như là hết like rồi vẫn chưa thấy chia sẻ. Rồi lên luôn những mã này là mã xanh đi. Chữ xanh 29k luôn dùng. Nam mang được, nữ mang được, chị em mình cứ về sờ chắc luôn dùng em đi. Nhá, cái này nam mang được, nữ mang được hết. Chốt mã này 65kg quay đầu, comment mã xanh 29 đi. Ai lấy xanh 29, chốt xanh 29 luôn dùng em nhé. Comment mã xanh 29. Rồi hình 29. 17 đúng không? Đúng chắc vậy. Đây đi. Vậy. Đây. Vậy. Đây. Vậy. Cái gì? Cái này vậy. Vải chi? Vải. Vải á. Ba bị chi đó. Có đồ lanh á, đồ lanh em đang từ nãy rồi chị ơi. 29 cho chị Anna Nguyễn. Anna Nguyễn chữ à. À, kính hoạo đó đi. Đồ lanh những mã hình 29. 65 ký màu ok hết. Chị em mình cứ thử nhận hàng những con này về đi. Mang bao chắc luôn áo cho chị em. Áo chống nắng em mặc còn màu nào nữa không? Còn chị ơi, lên luôn những mã đó là mã hình 29. Chị nào lấy hình 29 chút. Còn chị Lợi Hồ Thị ơi, chị nào lấy hình 29 chút hình 29 luôn dùng nguyên nhé. Cảm ơn mã hình 29. Còn nhé. Hình 29k còn cái gì bên này ta? Chị ơi lẽ bán tặng đi. Hình 29k. Cái mã này hồi nãy 26k chị nào chưa có này. À, mã này hồi nãy 29 chứ. Mã này 28 chứ. Mã này lên chung mã 28. Chị nào chưa có chốt luôn dùng nguyên này. Bán cho những chị nào chia sẻ thôi nhé.
Cái này thì Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ còn một cọc. Cái con áo này chị em mình mà xem like nữa không chốt được con này tiếc lắm. Chắc toàn bộ là theo từ 40-60 chị em mình mang ok. Cái này là co giãn 4 chiều và thun của nó là thun có tông tàu. Cảm ơn mã này là mã hồng. Có hai kiểu theo trong này. Hồng nhá, 28k. Phong 40-60 chị em mình mang. Chốt đơn mà chốt xong 29k mà giờ chị hỏi ngược lại 29k nãy là cái gì vậy chị? Chị Anna Nguyễn ơi, chị xem like ở đâu đấy? Nhiều chị mua hàng chị vui ý. Chốt xong 29k giờ hỏi ngược là 29k là cái gì? Rồi lỡ đến lúc nhận hàng rồi 28k. Rồi đến lúc lỡ nhận hàng về rồi rồi kêu là không đặt cái này không đặt cái kia rồi ai chịu cho chị em mình luôn. Chị em mình thấy không? Hàng nhà Nguyên là toàn bộ chốt đơn ấy. Cho chị 10 lê. Toàn bộ chốt đơn ấy là ghi hẳn cái tên trên cái sản phẩm luôn nè. Không phải chốt xong rồi mới soạn hàng. Đấy. Vi Nguyễn. Chị em mình mua hàng chị em mình phải để ý chứ. Chứ ai mà chốt xong rồi giờ hỏi là cái gì thì làm sao không biết là cái gì. Rồi này chị nào lấy tặng hồng, chúc tặng hồng 28k. Con này chắc không đẹp cho chị em mình quay đầu luôn. 28k hồng, size 40-60 chị em mình mang ok. Vi Nguyễn có rồi. Bộ lanh em lên từ đầu like rồi chị ơi. Bộ lanh thì em đang lên đầu like. Còn bộ lanh 2 giây nữa thôi đúng không? Cho lên nó của lanh 2 giây đi. Lanh 2 giây. Lên nó của lanh 2 giây nhé. Cho lên 2 giây. Nhưng ngồi kia còn 55 kg đổ về. Bách trăm huỳnh. Trời ơi 28k chị em mình không tranh thủ phí chưa. Xây 55 kg đổ về. Hồng cho chị Huyền Ly Nguyễn. Hồng Huyền Ly Nguyễn. Hồng Huyền Ly Nguyễn. Nha chị em mình xem like phải kỹ vô Nguyên nha. Không là nó qua nó về mất lòng lắm chị em mình ơi. Cứ chốt rồi cái bảo không chốt là mệt lắm luôn ấy. Đây chị Phạm Thảo Nguyễn này, Phạm Nụ. Thảo Nguyễn cái này. Phạm Nụ cái này. Phạm Nụ cái này. Thảo Nguyễn có rồi, còn 3 con, 4 con cuối cùng. 2 4 con. 5 con. Ở đâu? Rồi lên luôn dùng cái này. Nguyễn qua cho chị lên. Ok, gộp Huyền Lê Nguyễn. Ok chị ta. Lên luôn dùng cái này 55 kg đổ về. Mã này là mã 119k nhé. 119k chị em mình mua một bộ là 65. Một bộ là 65, chị em mình mua từ hai bộ là 120 hai bộ. Cứ lên luôn dùng mã này là mã 65 kèm màu. 65 nhé. Comment mã này là mã chuột xanh. Rồi cái này cũng nói là chạy không biết là số lượng là bao nhiêu. Để trời nắng chị em mình toàn kiểu là mang dạng 2 dây như thế này nè. Toàn quần hàng này hàng may kỹ nhá. Lên luôn như thế này 55 kg đổ về là chị em mình chút đẹp. Riêng cái này thiết kế của nó là may cả phần bèo nè. May cả phần bèo nè. Hay chị nào mà không ở nhà mà chị em mình không mang áo ngực vẫn vô tư nhá. Đấy mang con này may cái này có cái lợi nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã chuột xanh luôn dùng Nguyên nhá. 65k, chị em mình cứ trong đơn mà được hai bộ này là sẽ là 120.000 hai bộ. Nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã chuột xanh này. Mình có chuột xanh này. Chuột xanh nhạt, chuột xanh đậm, chuột vàng, hoa vàng. Mã này là 55 kg quay đầu thôi nhá. Ok rồi. Riêng cái mã này là 55 kg quay đầu thôi chị em mình để ý mà chốt luôn dùng Nguyên để khỏi bị nhầm sai, không có sai, chỉ có mỗi size 2 thôi. Là size 55 kg quay đầu. Nha, Nguyên đọc, thường là Nguyên đọc cái số ký đầu tiên ấy là chị em mình để ý luôn cho Nguyên. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã tặng 2 giây. Đấy, từng đó tông màu, hình như là có cả hoa nhí xanh nữa. Có cả hoa nhí xanh. Đấy, lên luôn cho chị em mình là 65 một bộ và chị em mình mua 2 bộ là 120. Hoa vàng. Hoa vàng đây. Cho Vi Nguyễn. Hoa vàng. Nè, mua một bộ là 65. Chục vàng nè, chục xanh đậm nè, chục xanh nhạt nè. Hình như còn hoa ngoài nữa phải ấy. Hoa vàng, hoa xanh ấy, cho lên hết mã đi. Hoa vàng, hoa xanh. Hoa vàng, hoa xanh. Có cả hoa nhí xanh này nữa nè, đẹp lắm chị em mình ơi. Để cái này muốn ấp lại lên trang cá nhân. Tại vì mới vừa về thêm mà toàn. Về toàn luôn cho chị em mình mặc đấy đấy. Hoa nhí vàng, hoa nhí xanh này nữa nè. Còn về cho chị em mình là những cái họa tiết đẹp hết.
Cute. Đấy, chị nào chưa có thì lên luôn có như thế tay như chị Mơn á. Không chị ơi, giờ em không lên đâu chị ơi. Em lên từ đầu like cái này rồi chị nè. Em lên từ đầu like cái này rồi nên là em không like lại này. Không like lại nữa nhá. Hiền cho nguyên cái mấy cái bộ mà bộ thun ấy, bộ thun mà quần ấy, bộ hàng ấy, hàng made in on Gucci rồi. Lên nắp luôn, bán tặng nắp luôn. Thẳng tay nắp dư. Cái này còn được ít bộ này, bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Hàng này bán 89 đúng không? Hàng này bán 89 nè. Lên luôn những mã tặng gấu xe 52 quay đầu. Trời ơi, có tông tàu nhá và toàn bộ hàng theo, cái này còn ít. Lên luôn dùng nguyên cái mã này. Chốt mã này lên luôn những mã này là mã 80 đi. Comment mã 80. Cái bộ này ở ngoài người ta đang bao giá luôn cho chị em mình thấy là sale lẻ sai 109.000. Bình thường là Nguyên sẽ bán cho chị em là giá 89.000. Bán tặng nó luôn cho chị em mình 80.000. Coi như là bán vốn luôn cho chị em mình luôn. Đấy, khỏi tiền vận chuyển tiền gì hết. Bay luôn cả tiền vận chuyển. Chị nào lấy cái này còn đúng mỗi một bộ và size 52 55 cái đổ về là chị em mình cho ok. Chốt mã này lên cho mã gấu 80. Gấu 80 nhá. Cái này không bao giờ nó điêu, người ta đang sale luôn là 109.000 hàng lẻ size. Chốt mã gấu 80. Ai lấy gấu 80 chốt gấu 80 luôn dùng nguyên nhá. Size 52, cái đó size 52 ký quay đầu. Comment mã gấu 80. Ai chưa có gấu chốt gấu. Trời ơi, rồi lên cho mã này là mã quần hồng. Toàn bộ là chữ theo nhá, chắc là. Cái này toàn bộ quần và áo là thun hết. 60 ký rồi chị em mình vẫn mang ok. Chị nào lấy cái này lên cho mã. Bị nờ hết rồi thì. Bị nhỏ còn á. Kêu thêm ít keo nữa bên. Kêu thêm ít keo chứ không ít keo. Comment mã quần hồng luôn dùng nguyên. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 80 con. Ai lấy cái này chốt luôn dùng cái mã này là mã quần hồng 80. Quần hồng 80. Comment mã LV đen 80 luôn. Bán tặng nó hết luôn cho nó gọn luôn. Hình như là do mất mẹ. Gió phát vô là mắt cay. Cay xé luôn. Dạ em không. Cái bộ này còn xây 1 không ấy? Bộ 79 này còn xây 1 không? Màu y nè. Cái bộ Nguyên đang mang có người chốt chưa? Có rồi. Màu khác được không chị ơi? Chứ hết màu này rồi. Hết màu Nguyên đang mang rồi. Còn màu khác thôi. Chị nào lấy LV80, chút LV80 luôn dùng Nguyên. Lên gọn luôn cho trẻ mình rồi đấy. Chị nào lấy LV, đấy. LV nè, quần hồng 80k gọn, chị nào chưa có thì lên. Lên mãi gì nữa đây chị em mình ơi. Quần đùi thì em không còn nữa. Quần đùi riêng trẻ em không còn nữa. Đùi gặp like. Đùi gặp like à. Để tối lên, tưởng lên lỡ cỡ quá. Chưa lên lỡ cỡ quá. Có mấy cái bộ lanh to nữa kìa. Trong cái bao lanh 2 giây á Huyền. Có mấy cái bộ lanh to á Huyền kìa. Giờ lên xả hàng lẻ à. Mã này mã 25. Chốt mã 25. Comment mã này là mã 25 luôn dùng Nguyên nè. Chị nào lấy mã 25 chốt mã 25 luôn dùng Nguyên nè. 25k nha. Sai trẻ mình từ 40-60 là trẻ mình mau ok. Comment mã tặng 25 luôn dùng Nguyên. Được chưa? Từ 40-60 là trẻ mình chốt đẹp con nè. 25k sọc. Rồi lên những mã này là mã chữ hồng luôn. Size 60-62. Em làm biến mấy ngày này toàn lai hàng lẻ không? Nhát lai hàng lẻ luôn. Hàng lẻ vừa lỗ vừa lây lau. Chút chậm. Còn màu gì à? Tương tác lên luôn dùng tí xíu chị em mình nha. Còn màu gì ta? Size 1 mình còn size màu gì ấy? Size 1 đây này chị ơi, đây này. Size 1 nè. Size 52, 55 chị lấy màu này nhá. Chị nào hồi nãy chị gì đấy? Quỳnh Anh à. Chị Quỳnh gì đấy? Chị ơi, chị Trương Quỳnh Anh ơi, lấy cái màu này không? Thì em chưa. Không, em đang không có áo nam nhé chị. Thì Trâm Hoàng ơi, cái Trâm Hoàng ơi. Em đang hết. Đây chị ơi, cái này nó hoa nó to hơn cái hoa em xíu thôi nè. Chị ok thì chừa nè. Vàng nhá. Vàng như em đang mang đấy nhưng mà hoa to hơn xíu nè. Rồi màu nhạt nè. Màu xanh này đẹp nè chị. Đấy màu xanh này. Màu xanh này cũng đẹp.
Màu xanh nhạt này cũng đẹp và màu đỏ đô. Thì lấy màu gì thì báo em nha. Đấy, màu đỏ đô này, màu hồng cam này, màu xanh và màu vàng đấy. Lấy cái gì báo em nha. Lên luôn những mã này là mã 29k nốt luôn. Trời ơi, em bán gì em con này giá 29.000. Sai chị em từ 40 đến 60 là chị em chút đẹp. Từ 40 đến 60 kg đổ về là chị em chút ok con nào nhé. Cảm ơn mã này là mã chữ hồng luôn dùng 29. Bán như vậy em mình là lỗ tẹt luôn ấy. Chị nào chưa có cái này lên chung mã 29 luôn dùng nguyên nhé. Cảm ơn mã 29. Cái này còn bộ lên luôn chị em mình, mã này là mã 50. Xe 52 đổ về. 52 đổ về chút mã 50 này. Thì nào lấy mã 50 comment mã 50 luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã 50 và 52 ký đổ về là chị em mình chốt ok. Con quần đó hôm bữa Nguyên mang cái gì khách chốt cả ngay cả con Nguyên mang cũng không còn. Hoàng à. Hương Nguyễn Bà Rồ 29 hồng. Hương Nguyễn Bà Rồ 29 hồng. Mã 50 luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn dùng mã này mã tặng mẹ 40. Tặng mẹ 40. Mấy đẹp của mình với chốt cái Hương Bà Rồ. Xây 65 đổ về, cầm em mã tặng mẹ 40. 65 đổ về nhé. Bộ này là bộ đuổi. Cái này sót được con. Ai lấy mã tặng mẹ, cầm em mã tặng mẹ 40. Thế tặng mẹ 40. Tỏ kem nó như lọc xỉu sao. Thôi con mắt dính rồi. Sắp dính rồi. 40k nha. Ôi cái này ai chưa có lên cho ai đấy. Cho Hương Nguyễn Bà Rồ. Hương Nguyễn Bà Rồ. Hương Nguyễn Bà Rồ đúng là cái đó Nguyên bán tặng bán không công luôn, bán tặng bán không công luôn. Cái này nó xưởng họ nhờ sale giùm, họ nhờ sale giùm cái máy đi lạc xỉu đi ba ly một xỉu vậy không ba ly luôn bằng đúng không ạ. Con này hôm bữa bao nhiêu khách chốt này, kể cả Nguyên đang mang luôn. Xe 52kg đổ về, cầm em mà 40. Vừa ngồi máy, gặp toàn đồ đẹp và rẻ à. Hết rồi chị ơi, em coi mà còn thì là còn mà sọn ra thì tối em lên. Mà nó thật sự là bán cái đó thì là chị em mình cho Nguyên lực chia sẻ. Chứ còn mà bán như là bán không công luôn ấy. Bán 40k là bán không công, chị em mình nghĩ tiền công may không đâu có giá 40k. Đúng không? Như cái bộ 49k hồi nãy hồi hận up lên trang cá nhân cũng như thế. Quần 40k luôn. Con này á, chị nào không lấy Nguyên để Nguyên mang luôn nè. Hôm bữa mang con màu trắng này ai lọc luôn cả quần Nguyên đang mang nữa là hết đâu còn con nè. Chị nào lấy quần 40 size 52kg quay đào chút đẹp luôn dùng Nguyên. Quần 40 nhá. Chị nào chưa có quần 40 cầm em mã quần 40 luôn dùng Nguyên. Còn đây luôn những mấy con này lẻ lẻ bán tặng đi. Con này lẻ lẻ bán tặng đi. À tôi lọc á. Đúng rồi Diễn Nguyễn đó. Nó nhớ là còn con kia để lại ấy mang mà cuối cùng phát luôn rồi. Đấy giờ lôi ra con đấy. Con nó lên form đẹp. Chị nào mà mong tròn xíu rồi lên con đó rất là đẹp. Mang áo thêm cái áo lửng lửng xíu. Hơi hơi crop top xíu nữa. Mix lên xếp đẹp. Rồi lên luôn dùng mà cô gái. Lấy một xanh một chị nghe. Ok cho chị Trương Quỳnh Phân cái bộ xanh xây 1 vậy, bộ xanh hồi nãy á. Xây 1 cái gì? Đấy. Ừ. Rồi lên chung mã cô gái 40. Cô gái 40 sao vậy em từ 40 60 hàng có tông tàu. Cô gái 40 luôn. Ai lấy cô gái 40 chút cô gái 40 luôn dùng nguyên. Cô gái 40. Rồi lên luôn dùng mã V. V này là sai cho trẻ mình. Xây M đấy, form nó nhỏ thôi, dạng form ôm ấy. Cỡ tàng người như nguyên là trẻ mình chút được 50 kg đổ về. Cầm em mã túi, hàng thương có tông tàu. Hàng này hàng đẹp nhất vậy em mà nó. Hàng công ty đấy. Bán tặng cho em con này 29k. V trắng 29. Ai lấy V trắng 29 form nhỏ nhé. Form 50 quay đầu. Rồi đang trong mã chữ đen 29. Con này là thun gạo. Thun gạo nhé. Con này 60-62 chị em mình mang được luôn nè. 29k hết luôn. 29k nhé. Trắng cho Nhi Trần 29. Mua giá này thì hơi lắm. Ủa Nhi Trần không chia sẻ. Còn đùi ba nút không Nguyên. Em thấy mẫu đó cạp cao hợp với mấy cái cà rốt tóc ngắn này. Còn để chị coi chị like thử chứ không biết đùi như gì trong thằng lẹ rồi hả. Đùi bồn đút chờ trong thằng lẹ rồi. Kê trắng cho Vi Vi Nguyễn chia sẻ này. Qua like nữa rồi. Vi Vi Nguyễn cho chị Phạm Nụ cái này. Phạm Nụ cái này. Phạm Nụ. K
Cái này cho Vivi Nguyễn Phạm Nội. Ok, lên ông dưỡng mã này là mã gái trắng 40. Ông quét gái xám. Con này chắc của nó là có tông tàu. Chắc con này hàng đẹp lắm. Ai lấy cái này lên ông dưỡng mã này là mã gái. Gái nhé, gái 40k luôn dùng đi. Chị nào chưa có gái comment mã gái. Rồi lên cho mã trăng váy, con là trăng váy u mì. Trăng váy u mì nhá, u mì này là u mì đai đỏ luôn. Chắc này dài cộm luôn ý. Dài cộm luôn, đanh. Hàng Quảng Châu, xe chị em mình 50 quay đầu. Comment mã tặng 39. Chúc cái chị nào chia sẻ nhé. Riêng cái hàng này Nguyên bán coi như là giờ bán hết. Chữ đen cho chị Phạm Đậu em biết mà. Chốt mã này là mã 29k. Chị nào lấy 29 chốt 29 luôn dùng Nguyên. À quên, sorry chị em 39k. 39k nhá, nhầm. 39k nha. Sai chị em mình 50, 52 ký quay đầu là chị em mình chúc đẹp. Con này chuẩn của nó là u mì đai đỏ. Mì đai đỏ nhá. Chị nào lấy mì đai đỏ chúc mì đai đỏ. Hình như là mình về thêm cái quần u mì cặp đá. U mì cặp đá đẹp cho con lên. Để mang bữa trừ mang mình bán áo nhiều rồi. Lên quần đây. U mì hàng cặp đá luôn chị em mình nhá. Lên bán tặng luôn chị em 49k con luôn. Trời, hai con mắt nó cay cay. Rồi, lên luôn dùng nguyên nè. Đẹp lắm chị em mình ơi. Cái này chị em mình đóng thùng cũng được luôn. Đây, cặp cao nha. Đủ xịn chưa? Đủ xịn chưa? Chị em mình nhìn cái đá không rồi chị em mình biết nè. Mình cào cho chị em mình xem nè. Đấy, lên luôn dùng nguyên cái này. Toàn gọi là cặp đá xịn sò nha. Size này 58kg đổ về. 58kg đổ về. Bán tặng cho chị em mình con này 49k. Comment mã này là mã 2X. 49k nha. Cái này là mì hàng Dường Nguyên. Chắc đã lắm. Đau hết rồi chị em mình ơi. Để biết mà còn lên nữa không lại ngưng nha. Không lại ngưng nha. Còn bao nhiêu tối lên nha. Bỏ qua bên đó đi Huyền. Cái lên mà ít ít lên lại lên. Lai đi lai về mất công lắm. Hai ấy chị Thảo Nguyễn mua mấy con đi xịn sọ. Đá bao xuống luôn. Cào cho chị em mình xem. Không có rớt cái hộp mua hết. Đây nè. Không có rớt cái hộp mua mà nhìn cái móng tay nguyên. Cái chị Thảo Nguyễn đang 2X nè. Rồi ok, size 52kg quay đầu. Comment mã L. L49. L49 52kg quay đầu. Ai lấy L comment L49 nha. 52 quay đầu là trẻ mình chút đẹp size L. Size 2X còn nhá. Size 58 quay đầu là trẻ mình chút đẹp ấy. L nè. L49. Chị nào lấy L49 chút L49 luôn dùng nguyên nè. 2X là 58kg quay đầu này, cùng kiểu nè. 55kg quay đầu và size 60 quay đầu. Chị nào lấy này lên chung mã 3X luôn dùng nguyên nè. 60 quay đầu là chị em mình chút đẹp nhá. Chắc đã luôn. Mà đá đính cũng xịn nữa. Chị nào lấy này lên chung mã này là mã 3X luôn dùng nguyên nhá. Còn đầy đủ size, nói chung là đầy đủ size. Chị em mình cứ lên luôn dùng số ký đó, size nhá. Đầy đủ size. M, L, XL, 2XL, 3XL. Mã đó lên luôn dùng mã này là mã 49k. 49k nhé. Giờ lên cái gì để chị em mình hay ngưng nhé. 3X cho xem cái gì chị ơi. Tối mấy giờ like hả? Chị ơi tối thường là 8 giờ là em like nhé. 3X chị Hương Nguyễn ơi chia sẻ lên đi chứ. Hương Nguyễn Thanh Anna 3X. Thường không giờ 8 giờ là em like. Chị em mình bấm theo dõi cái bát này đi. Nhiều khi là trên trang cá nhân của Nguyên không ấy. Bộ mẹ lắm chứ con. Còn bộ mẹ này thôi này. Còn bộ mẹ mã hồi nãy size 57-58 đổ về. Mã nó 75k thôi. Còn bộ 40 thì là chưa ấy thôi. Coi thường nó hàng bé về mà nó mới kẹp vô. Ủa XL dây Bích Trâm Huỳnh. XL cho Bích Trâm Huỳnh. XL cho Bích Trâm Huỳnh dùng quá. Bích Trâm Huỳnh 3X còn không? 3X cho chị Phòng Kiên Nguyễn. Phòng Kiên Nguyễn. Phòng Kiên Nguyễn 3X. Ừ thì mẫu tương tự như nhau mà. Con mắt nó cay quá. Đây, đằng sau đít đây. Sau đít của đó đây. Đây, chị nào lấy chốt nhanh tay 3X đây nè. Cho chị Phùng Kim Nguyễn cái này nha. Đẹp lắm luôn chị em mà nhìn đá này. Không có rớt cái hộp nào hết. Đang người ta đá hàng này là đính đá xịn luôn cho chị em mình rồi mà.
Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn, những mã này là mã 3X luôn dùng em. Chị Kim Phụ Nguyễn lấy chốt nhá. 3X, 3X, 3X con này. Nói chung là đầy đủ size cho con này, từ size M tới 3XL. M đến 3XL, con này con một con 45k, con hồi tối cũng giành lại được con rồi. Size 52 quay đầu. Trước mã 45, con này không phải là chắc không phải là đuổi nhá. Lưu ý con này không phải là đuổi. Dài. Size M có không? Có. Thiếu trăm hòn. Size M thiếu trăm hòn. Bao giờ mới hết tình trạng ngồi lướt phút 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 nhìn đi màn hình thấy cho nó khỏe hả? Ngồi vút qua vút lại vút mệt. Con này mã 45, size 52 đổ về. Con này xinh lắm nè. Xác xịn nhá. Cái này cũng chưa nguyên con. Không, hồi tối phân đơn có hạ nguyên đúng không? Cái quần đi nè. 45k chị nào lấy chốt nha. Qua bên dưới này có cái gì lẻ lẻ không? Không, 40k thì là để soạn ra chứ giờ không có đâu chị ơi. Em bỏ chung với thằng bé. Xây mờ một con. Cái này lưng cao này Diễm nè. Cái này lưng cao nè. Bán tặng 40k luôn đi. Xây mờ, xây 52kg quay đầu. Cái này lưng cao nè, 40k nót. Xây mờ nhá, 50, 52 đổ về. Và xây 55 đổ về. Cái này còn được 2 con. Lưng cao hết nha. Đây nè, chị nè. XL40 nè, M40 nè, 40k con nè. Chắc là không đi đâu chị em mình mua được con này 40k đó. Ai lấy mã 40, chút mã 40 luôn dùng nguyên nhé. Comment 40. Quần 45 là cái nào đấy ta? À quần 45 cho Hoàng Phúc. Ok Hoàng Phúc rồi nhé. Chị nào lấy quần 40 comment mã quần 40 luôn dùng nguyên. Thầy Ngân chị em mình hề Ngân nha. Diễm Nguyễn là size M đúng không? Ok, Diễm Nguyễn size M. Rồi còn size XL, size 55 đổ về là chị em mình chốt. Còn cái 55 cái đổ về là chị em mình chốt đẹp cái này. Cái này khóa sườn một bên nhé. Khóa sườn một bên. Chị Phi Lê ơi, em còn mỗi size size M, size XL thôi chị Phi Lê này. Em còn mỗi size XL là size 55 cái đổ về là chị em mình chốt ok. Ai lấy XL chốt XL dùm nguyên với nhá. Còn áo bo rít rồi. Bo rít chưa? Bo rít giờ chưa thấy lòi ra ở đâu hết. Crop top à? Crop top được không chị ơi? Chứ không có bo rít. Rồi lên luôn những mã này, mã lỡ size 52kg quay đầu. 50k mắt luôn. Con này là U12. U12 nhá, chị nào lấy lẫn chút lẫn luôn dùng nguyên nè. Comment mã lẫn dùng nguyên nè. Áo thun các kiểu để tối mới soạn ra cho chị em mình nhá. Cho bé mặc với chân váy có đấy. Có Huyền. Có mấy cái áo mà cổ có cổ kìa. Còn mấy cái xe nhỏ bán tặng luôn. Nhưng hồng buổi trưa là nó dễ lan hàng lẻ rồi mà. Thì soạn chứ còn anh Tình là anh chỉ ngồi mỗi việc anh ngồi anh ghi thôi. Anh ngồi anh ghi là anh ngồi anh ghi thôi. Mà anh ngồi anh ghi phải chính xác tay. Đọc cái tên mà không ấy là bắt đầu ổng ngồi ổng liếc, ổng kéo, ổng liếc lại chứ không có. Lẫn hả? Lẫn cho chị Hồng Na Bùi. Hồng Na Bùi lẫn. Hồng Na Bùi lẫn 50k. Còn một lần nữa nè. Từ từ để em coi thử nhé. Cái này đang còn lộn xộn. Rồi lên luôn những mã này. Mã crop top nha. Size này là size nhỏ 45 đổ về. 45 đổ về. 45kg đổ về thôi nhé. Đây nè. Comment mã này là 25k luôn.
25k nha. Chị nào lấy này lên cho mã cổ 25. Khi mà Nguyên đã sale rồi là Nguyên không cần biết là đi nhập giá bao nhiêu đâu. Sale bắt chấp nha. Bắt chấp. Chị nào lấy này lên cho mã cổ 25k size 45 đổ về là chị em mình chút. Cái form của nó là form crop top. Thực ra thì Nguyên mang cái này cũng vừa đấy. 25k nha. 25 cho chị Phạm Nụ. Quần sinh nhiệt em đang hết chị ơi. 25 cho chị Phạm Nụ, sinh nhiệt em đang hết. Trời ơi, ai nhanh tay có bo rip nè. À nhầm, cái này không phải bo rip, cái này cô tông tàu, áo có bo. Form này thật sự chị em mình đến 60kg vẫn mang ok. 60kg vẫn mang ok nhá. Chút mã cổ tím 29k. Thôi tranh thủ lượm lặt những con hàng lẻ này đi, vì quá là rẻ luôn. Con này chắc của nó là cô tông tàu, 60kg vẫn mang được mà tay gọi là tay bồng như thế này nữa nè. Hơi lửng lửng, cái này chị em mình về đóng thùng lên nó đẹp lắm luôn. Bán tặng cái vậy mình con này 29k luôn. Chị nào lấy cái này lên chân mã cổ tím. Trời ơi, 29k ai tin nổi con này. Tiến cho Duyên Hải Nguyễn. Tặng hết nha. Ráng chia sẻ, Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Ok chị Duyên Hải Nguyễn, 29k luôn đi. Con này lẽ tôi cũng bán 29k ấy. Cái này nam mang được, nữ mang được. Và 65kg vẫn mang ok. Comment mã cổ đen 29k luôn. Lỡ rồi. Cổ đen 29. Ai lấy cổ đen, chút cổ đen 29 luôn dùng Nguyên. Cổ đen 29, cái này còn rất lại con, hai con thôi. Cái đầu phôm to nhá, riêng con đó nam nữ về đồ mang được hết. Y con màu tím lúc nãy nè. Giống con màu tím lúc nãy nè. Comment mã cổ đen 29k luôn, 60kg vẫn mang ok. Phôm này trẻ mình để ý nè, Nguyên nói con nào mà phôm lửng lửng ấy. Cổ đen cái Duyên Hải Nguyễn. Cô đang cái này à? Cái này phải không ta? Hồi nãy em đọc cái này đi hả? Cha đang khách comment cái bài này quá trời luôn, hết hàng rồi. Chưa trả lời được hết luôn. Nhiều, đi nhận nhiều lắm. Mười sạ mười cả lời, đi nhận được nhiều. Nguyên đi mà, Nguyên về tới nhà cái bắt đầu là nó nhảy tin nhắn sợ luôn. Nó nhảy tin nhắn với thông báo tại vì đi ngồi đường không có mạng. Tự nhiên hồi sáng làm xiên đi vô bảo hiểm cái chờ cái ấp mới ấp cái nó lên đấy. Nam cho chị Hòn Phúc. Chị Duyên Hải Nguyễn ơi, toàn bộ láo thun mà cái nào không áo thun nào là cái này ạ. Ừ, comment mã cổ cái này cũng cà rốt top này, size 55kg quay đầu nha. Cái này chị em về giặt dùng Nguyễn, tại vì là chị em biết không phải bún là nó ra, tại vì cái này là cổ màu trắng này, thêm cái bụi vải màu đen chứ còn cái này phủi phủi là nó ra nè nha chị em, mình để ý luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã cốt size 55kg quay đầu là mang đẹp, bán tặng luôn cho chị em mình 29.000 cốc. Chị nào lấy cốc chút cốc luôn dùng Nguyên. Cái áo dài hả, là cái áo nam ấy, chị Duyên Hải Nguyễn cái áo trước ấy. Rồi lên luôn những này, cổ trắng và cổ đen. Cổ cho vào cốc có được không? Không, chị nó không được. Cái này 45kg đổ về thôi, bán tặng 25. 25 à quên, 45kg đổ về thôi chị em mình. Comment mã 25 trắng và 25 đen. Thôi nha, ngưng nhá chị em mình nè, view ít rồi. Còn bao nhiêu để tối lên tặng đi. Còn đầu like sẽ bán tặng con này với giá 29k. Còn hai con này 25k thôi, chị nào lấy chút nhé. Ngưng like nha chị em mình nè. Rồi bye bye chị em mình luôn nhá. Chị nào có đơn nhắn tin qua luôn dùng Nguyên nhé. Còn chị nào nhắn tin mà chưa thấy rep thì chào một xíu nhé. Vì chiều nay có thêm người nghỉ rồi. Để chốt đơn chị ở 25. Cúc đen cho chị Minh Tâm Trần. Cúc đen cho Minh Tâm Trần. Cúc đen Minh Tâm Trần. 25 trắng cho Phạm Nụ. 25 trắng cho Phạm Nụ. 25 trắng cho Phạm Nụ. Còn 25 đen. Còn mỗi 25 đen thôi nhé. Ai lấy 25 đen, chút 25 đen luôn dùng Nguyên. Hai mươi lăm đen nữa thôi. Chị nào chưa có 25 đen, chút 25 đen luôn dùng Nguyên. Rồi. Hả? Cúc trắng là cái bia. Ừ, cúc trắng đấy.
em tìm cho chị cái tập gì à? Tập gì đó? Em nhớ đây nè, đây. Tập gì tên đó? 53.000 luôn. 53.000 cho chị liễu sầu đời. Liễu sầu đời đây nha. 53.000. Nói này, cái này là cái váy chống nắng của người ta nha, cái quầy chống nắng nha, đừng có nói cái tập về nha. Nha chị nào lấy chốt nè. 53.000. Sao ơi? Sao? Bật xỉu không? Không. Bật xỉu không? Anh cu lên cái hàng để bật xỉu một. Chị. Ok. Tắt like nha chị em mình nhé. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nè. Chưa chút đơn cô ơi. Mày cũng mày đơn thôi. Chưa chút đơn nè ơi. Từ từ ra mày. Cái bụi vải nó kinh cái tay mình. Nó không mang áo dài là bụi vải mà lai mấy cái áo màu đen kìa. Bụi vải dính hết cái tay.